Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 126. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu. Có thể đi vào chỗ này, cũng không phải ngu xuẩn gì, thực lực lại càng không cần phải nói, không có chút thực lực, làm sao có thể dám tới nơi đây. Người ở chỗ này cộng lại chỉ ít hơn 50, mà nếu bọn họ liên thủ, cho dù cùng chút ít hủ thi kia đánh chính diện cũng có thể. Doanh huynh, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Một gã nam tử đột nhiên hỏi. Người còn lại đều nhìn về phía Doanh Mục. Doanh Mục không chỉ là doanh gia thế tử, còn là cường giả ngân hà bảng bài danh thứ hai, bởi vậy hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành thủ lĩnh của mọi người. Doanh Mục nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, trước mặc kệ hủ thi, chúng ta trước che giấu, chờ hừng đông rồi nói sau. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ, người còn lại cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y tiến vào trong thành, Dương Diệp phát hiện, tòa thành này cực kỳ yên tĩnh, phải nói rất tĩnh mịch, ngoại trừ đám người Doanh Mục, hắn không có chứng kiến bất luận người nào. Về phần hủ thi vì sao không đến, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng khó hiểu, nhưng hai người không có nghĩ nhiều, tùy tiện tìm địa phương ẩn giấu. Trong một gian đại điện cổ xưa, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y ngồi xếp bằng, Dương Diệp lấy ra một viên đá năng lượng bắn đến trước mặt Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn đá năng lượng trong tay Dương Diệp, sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nuốt xuống. Không sợ có độc. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp. Nếu như người muốn hại ta, vừa rồi không cần cứu ta, ta cũng sẽ chết rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đúng rồi, Khô gia ngươi chỉ có ngươi tới. Ngươi muốn hỏi gì? Khô Trúc Y nói. Dương Diệp nói. Ngươi ở Khô gia các ngươi, hẳn không phải mạnh nhất a. Khô Trúc Y lắc đầu. Đại ca ta là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Khô gia, nhưng hắn đang xung kích chân cảnh nhị đoạn, cho nên mới không tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Ta không nghĩ tới, ở đây vậy mà hung hiểm như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ này đích thực có chút khủng bố, chút ít hủ thi kia. Chỉ sợ coi như là một cường giả chân cảnh cũng không dám liều mạng. Mà kinh khủng nhất là, hủ thi ở đây nhiều như vậy. Người là thế gia nào? Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên hỏi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn Khô Trúc Y, sau đó lạnh nhạt nói. Tán tu! Tán tu! Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói. Không nói trước những thứ này, nhanh khôi phục huyền khí. Nói xong. Hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, sau đó hai mắt đóng lại. Sau khi nhìn thấy chút ít hủ thi kia, Dương Diệp cũng không dám có lòng khinh thị. Trước khi đến, hắn cảm thấy ở đây hẳn không có gì có thể làm bị thương hắn, dù sao hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút lòng tin. Mà bây giờ, hắn biết rõ, nếu như hắn còn loại suy nghĩ này, đó là cách cái chết không xa. Dù sao ở địa phương quỷ quái này, ngoại trừ phải cẩn thận hủ thi. Còn phải đề phòng những người kia. Có đôi khi, người còn đáng sợ hơn hủ thi. Thời gian từng chút trôi qua, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn Khô Trúc Y, lúc này Khô Trúc Y đang không hề chớp mắt nhìn hắn. Gì thế? Dương Diệp nói. Khô Trúc Y nói. Chúng ta có quen biết hay không? Dương Diệp lắc đầu. Khô Trúc Y nhíu mày. Vậy tại sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Có thể là lỗi cảm giác của ngươi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Khô Trúc Y đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên run nhẹ lên, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ra đại điện, hai người nhìn lướt qua bốn phía không có vật gì, nhưng đại địa vẫn đang run rẩy. Lúc này đang là đêm khuya, mặc dù bốn phía có ánh trăng chiếu rọi, nhưng y nguyên lộ ra vô cùng quỷ dị. Dương Diệp nhìn trên mặt đất hồi lâu, sau đó nói. Phía dưới có cái gì? Khô Trúc Y đồng ý gật đầu. Mà đúng lúc này, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, rất nhanh, hai người đồng thời bay lên trời, đi tới không trung. Thời điểm hai người tới không trung, trên mặt đất đột nhiên vươn ra một đôi tay, những cái tay này, toàn bộ đều là huyết hồng. Cánh tay huyết hồng. Trong lòng đất, đột nhiên vươn lên vô số cánh tay huyết hồng. Nhìn thấy một màn này. Da đầu của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều nhìn không được run lên.
vô số cánh tay điên cuồng vung lên, như muốn từ dưới đất bò lên vậy. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp cau mày nói. Khô Trúc Y lắc đầu. Không biết. Mặt đất đang rung động kịch liệt, chút ít cánh tay kia cũng duỗi dài, chiếu tốc độ như vậy, người dưới mặt đất nhất định sẽ chui. Lên, Dương Diệp nhìn lướt qua trên mặt đất, giờ phút này hắn mới phát hiện, trên mặt đất có rất nhiều đường vân mảnh như nòng nọc, giờ phút này những đường vân kia đang tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt, nhưng ánh sáng này rất nhạt, phảng phất như tùy thời sẽ biến mất. Không chỉ trên mặt đất, trên tường thành xung quanh cũng là loại đường vân này, nhưng mà trước đó không có biểu hiện, ở sau khi cánh tay xuất hiện, những đường vân này hiện ra. Chứng kiến những đường vân kia, Dương Diệp đã minh bạch. Cái tòa thành này nhất định là phong ấn cái gì đó. Làm sao bây giờ? Khô Trúc Y nhìn về phía Dương Diệp. Còn có thể làm sao? Dương Diệp trợn trắng mắt. Đương nhiên là trốn. Hắn tuy không biết dưới mặt đất phong ấn thứ gì, nhưng khẳng định không phải loại lương thiện, không chừng còn khủng bố hơn hủ thi. Khô Trúc Y gật đầu, tỏ vẻ tán thành ý nghĩ này của Dương Diệp. Hai người không nói gì, xoay người rời đi. Rất nhanh, hai người ra khỏi thành, Dương Diệp đứng trên không trung, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt lập tức chìm xuống. Dùng thị lực của hắn, là có thể chứng kiến rất xa, mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn trong ngàn trượng, về phần bên ngoài ngàn trượng, hết thảy đều mơ hồ. Giờ khắc này, hắn cũng không dám đi loạn. Nếu gặp được một đám hủ thi, vậy thì càng đau bi. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên nhảy ra hơn 10 người, khi nhìn thấy hơn 10 người này, sắc mặt của Khô Trúc Y lập tức trầm xuống, bởi vì đoàn người này đúng là đám người Doanh Mục. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, Doanh Mục trước là ngẩn người, sau đó khóe miệng cười lạnh. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khô Trúc Y nhìn Doanh Mục, không có nói gì. Doanh Mục đang muốn nói gì, đúng lúc này, mọi người biến sắc, tất cả đều quay đầu nhìn về phía trong thành, ở trên tường thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử toàn thân huyết hồng, giờ phút này nam tử đang không hề chớp mắt nhìn bọn hắn. Bị nam tử này nhìn, mọi người đều có chút sởn hết cả gai ốc. Lúc này, tay trái Dương Diệp đột nhiên ôm eo Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, không nói gì. Trong chàng đột nhiên có chút an tĩnh. Không có người động. Giờ phút này cũng không dám động. Đi. Lúc này Doanh Mục đột nhiên vung tay phải lên, ngay sau đó, thân hình của hắn khẽ động, bay về phía xa xa. Dương Diệp cũng ôm Khô Trúc Y, biến mất ngay tại chỗ. Người còn lại cũng dồn dập bay về phía xa. Sau khi xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, Dương Diệp quay đầu lại nhìn một cái, vừa xem xét đã giật mình, bởi vì hắn phát hiện, ở trên tường thành, lúc này đã đứng đầy huyết thi. Những huyết thi này đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Dương Diệp nhìn những huyết thi kia, sau đó tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát, hắn biến mất ở trong bóng tối. Nhưng còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y liền ngừng lại, sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Bởi vì ở trước hai người không xa, dù đã một đám hủ thi, những hủ thi này, khoảng dưới mấy chục. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy rõ tình huống xung quanh. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, ở trong bóng tối, du đãng rất nhiều hủ thi. Chính là xung quanh đều có hủ thi. Khô Trúc Y cũng phát hiện một màn này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giết qua. Dương Diệp lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không biết phía trước còn có bao nhiêu hủ thi, vạn nhất phía trước vô cùng vô tận, đây chẳng phải là muốn xong đời. Nhiều hủ thi như vậy. Hắn cầm kiếm cũng giết không hết. Chỉ là ở chỗ này, tại sao có nhiều đồ vật khủng bố như vậy? Dương Diệp chau mày, kỳ thật cái này rất không bình thường. Những sinh vật này, nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, bởi vì hủ thi không chỉ cường đại, số lượng còn nhiều như vậy. Tại sao ở đây có thể có nhiều sinh vật khủng bố như vậy? Chúng qua bên này rồi. Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói. Trầm mặc một cái chớp mắt. Dương Diệp nói. Chúng ta trở về. Nói xong, hắn trực tiếp nắm ôm eo Khô Trúc Y, nhưng sau khi xoay người rời đi. Hắn phát hiện, xung quanh tòa thành kia, lại không có một hủ thi nào, hiển nhiên những hủ thi này không dám gần tòa thành kia. Về phần chút ít huyết thi trong tòa thành kia, không phải là huyết thi sao? Hắn cũng biết đổi thành huyết thi. Thật sự phải đi về. Khô Trúc Y hỏi. Dương Diệp gật đầu. Bằng không thì ngươi có biện pháp khác không?
Người một mình có thể đào tẩu, đúng không? Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn Khô Trúc Y, sau đó gật đầu. Nếu như là một người, những hủ thi này căn bản không ngăn được hắn. Vì cái gì cứu ta? Khô Trúc Y hỏi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có lời nói. Đối với Khô Trúc Y, hắn vẫn còn rất có hảo cảm, lúc trước nếu như không phải nàng hỗ trợ, hắn căn bản không đi ra Khô ra được, cũng căn bản không có hồn thụ cứu thiên. Vì cứu Tiểu Thiên, mình lấy mất hồn thụ của Khô ra, đối với cái này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Bất quá khi đó không có biện pháp, bởi vì hắn căn bản không dám xác định một cành có thể cứu Tiểu Thiên không. Hiện tại nhìn thấy Khô Trúc Y, đối phương gặp nạn, hắn thật khó có thể làm được thấy chết mà không cứu, Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, cũng không nói gì. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y về dưới cổ thành, trên tường thành, như trước đứng rất nhiều huyết thi, ở trong đêm tối yên tĩnh, chứng kiến nhiều huyết thi như vậy, không thể không nói, để người sởn hết cả gai ốc. Khi nhìn thấy hắn cùng với Khô Trúc Y, ánh mắt chút ít huyết thi kia lập tức rơi vào trên chân hai người. Huyết thi cũng không có xuống, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn họ giống như không thể xuống. Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, chút ít huyết thi kia xem ra có vẻ không thể rời thành, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Tuy hắn không biết thực lực của những huyết thi này, nhưng không thể nghi ngờ, những đồ chơi này khẳng định không phải loại lương thiện, không chừng còn muốn khủng bố hơn hủ thi. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, hơn 20 người đang chạy đến. Cầm đầu đúng là Doanh Mục. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Doanh Mục, hắn phát hiện, lúc này đám người Doanh Mục ít hơn trước 10 người, hơn nữa trên người đều có vết thương. Không cần đoán, nhất định là gặp được hủ thi. Doanh Mục lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, không có nói gì, hắn lại ngu xuẩn, lúc này cũng sẽ không đi gây sự với Khô Trúc Y và Dương Diệp. Phải biết rằng, lúc này tình cảnh hiện tại của bọn họ cực kỳ hỏng bét. Đúng lúc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi lần nữa, bởi vì ở ngoài ngàn trượng, hủ thi xuất hiện. Nhưng vô số hủ thi đứng ở ngoài ngàn trượng, cũng không có đi tới, như kiêng kỵ gì đó. Làm sao bây giờ? Khô Trúc Y trầm giọng hỏi. Chờ. Dương Diệp nói. Chờ hừng đông. Khô Trúc Y nói. Sau hừng đông, những vật này còn thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Vậy thì chờ đến chết a. Nhiều hủ thi như vậy, hắn nhất định là đánh không thắng, về phần chút ít huyết thi trong thành kia, huyết thi tuyệt đối là còn muốn kinh khủng hơn hủ thi. Trong chàng yên tĩnh lại, ai cũng không có nói, nhưng thần sắc mọi người lại cực kỳ nghiêm trọng, bất kể là huyết thi trên tường thành, hay chút ít hủ thi kia, đối với bọn hắn uy hiếp đều cực lớn, hủ thi xông lại, bọn họ đánh không thắng, huyết thi xuống. Bọn họ càng không thể đối phó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cứ như vậy, tam phương giằng co. Thời gian trôi qua, cách hừng đông chỉ còn chưa tới một canh giờ. Nhưng vẻ mặt mọi người lại càng ngưng trọng. Trước sáng sớm hắc ám nhất, những lời này không phải câu nói vui đùa. Ngay thời điểm tất cả mọi người dày vò chờ đợi, đột nhiên âm thanh cánh cửa mở ra vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa thành xa xa. Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, cửa thành chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một nữ tử mặc quần đỏ từ trong đó đi ra. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến làm cho người hít thở không thông. Khi thấy nữ tử này, Dương Diệp cũng kinh diễm, thật sự rất đẹp. Ở trong tất cả nữ tử hắn nhận thức, không có nữ tử nào dung mạo vượt qua nữ nhân này, nhiều nhất là sàn sàn nhau. Không chỉ Dương Diệp bị dung mạo của nữ tử làm kinh diễm, đám người Doanh Mục càng như vậy, có người càng không chịu nổi, vậy mà nhìn có chút ngây dại. Nữ tử chậm rãi đi về phía đám người Dương Diệp, nhìn thấy nữ tử đi tới, rất nhiều người lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó mặt mũi tràn đầy đề phòng. Tuy bị dung mạo của nữ tử kinh diễm, nhưng tất cả mọi người ở đây không phải nhân vật đơn giản, sẽ không bị nửa người dưới khống chế. Rất nhanh. Nữ tử đột nhiên đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp. Thấy nữ tử nhìn về phía mình, Dương Diệp lập tức có một cảm giác xấu. Đi theo ta. Nữ tử nói xong, xoay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu nói. Không không, ta không đi.
Nữ tử không có dừng bước, nàng tiếp tục đi, nhưng âm thanh lại truyền tới. Qua một phút nữa, trận pháp trong thành sẽ suy yếu nhất, khi đó bọn họ cũng có thể ra rồi. Có thể xuống. Dương Diệp biến sắc, sau đó vội vàng nói. Kỳ thật vừa rồi ta chỉ là nói giỡn, ta đến ngay. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, lập tức đuổi theo nữ tử. Mọi người. Khi nghe nói huyết thi có thể xuống, Dương Diệp quyết đoán lựa chọn vào thành. Nói giỡn. Nếu như huyết thi xuống, hắn tuyệt đối là không gánh được. Dương Diệp đi một hồi, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ta có thể mang bằng hữu của ta vào được không? Có thể. Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn Khô Trúc Y vẫy vẫy tay, Khô Trúc Y không do dự, thân hình khẽ động, đi tới sau lưng Dương Diệp, lúc này Doanh Mục đột nhiên nói. Vị cô nương này, chúng ta có thể cùng ngươi vào thành không? Nữ tử áo đỏ dừng bước lại, nàng nhìn đám người Doanh Mục, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Là bằng hữu của ngươi. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, không có nói chuyện, xoay người đi vào trong thành. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Doanh Mục vô cùng âm trầm, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Vị huynh đài này, tất cả mọi người là từ bên ngoài đến, lúc này gặp nhau coi như có duyên, cần gì làm tuyệt sự tình. Làm tuyệt. Dương Diệp cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Doanh Mục. Vậy trước kia vì cái gì các ngươi không thu trận pháp lại để hai người bọn ta vào? Lúc kia, tại sao ngươi không nói gặp nhau là một loại duyên phận? Doanh Mục đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Nói nhảm đừng nói nữa. Ta chúc các ngươi may mắn, tạm biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người cũng không quay đầu lại tiến vào trong thành. Lấy ơn báo oán, loại chuyện này, Dương Diệp hắn làm không được. Hắn yêu thích ăn miếng trả miếng, ngươi đối với ta như thế nào, ta liền đối với ngươi như thế đó. Tại chỗ, thần sắc đám người Doanh Mục vô cùng khó coi. Một phút đồng hồ sau, huyết thi trên tường thành đột nhiên nhìn về phía đám người Doanh Mục, nhìn thấy một màn này, đám người Doanh Mục biến sắc. Trốn. Doanh Mục không chút do dự, xoay người biến mất ngay tại chỗ, những người đi theo hắn thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, chút ít huyết thi trên tường thành hóa thành tia máu nhảy ra khỏi thành, trong chốc lát, trong bóng đen yên tĩnh, xuất hiện một đạo lại một đạo ánh sáng màu máu. Quần ma loạn vũ. Cái từ này vừa vặn có thể hình dung cảnh tượng trong sân lúc này. Dương Diệp đi theo nữ tử áo đỏ tiến vào thành, hắn phát hiện, ở bốn phía, hắn gặp được rất nhiều huyết thi, những huyết thi này đều đang ngó chừng hắn cùng với Khô Trúc Y, nhưng lại không có vây quanh. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp vẫn âm thầm đề phòng, chỉ cần những huyết thi này động thủ, vậy hắn sẽ lập tức động kiếm. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không ngốc đến ẩu giấu thực lực. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Lúc này, nữ tử áo đỏ đi thuốc ở đàng trước đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Những thứ này là cái gì? Ngươi chờ một chút sẽ biết. Nữ tử áo đỏ nói xong, bước chân nhanh hơn. Dương Diệp cũng bước chân nhanh hơn. Rất nhanh, nữ tử áo đỏ mang theo hai người Dương Diệp tới một cung điện cũ nát, tuy bề ngoài cung điện rất cũ nát, nhưng bên trong lại rất mới, rất hoa lệ. Nữ tử đi đến trên đại điện, sau đó ngồi xuống, ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi là sát ý chí cảnh, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Cái này là lý do ngươi tới tìm ta. Nữ tử khẽ lắc đầu. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức một người, ngươi có lẽ nhận thức hắn. Ai? Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một lão giả tay cầm phất trần, mặc đạo bào. Lão giả đạo bào. Dương Diệp biến sắc. Ngươi nhận thức hắn. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi quả nhiên nhận thức. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đích thực nhận thức, chỉ là, ngươi làm sao lại nhận thức hắn? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Phong ấn của tòa thành này, là hắn lúc trước tiện tay bố trí. Hắn tới nơi này làm gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Hắn chỉ là đi ngang qua chỗ này, thấy ở đây có tà tu giả, cho nên mới tới. Tà tu giả. Dương Diệp nói. Nơi này có tà tu giả. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Chút ít hủ thi kia,
còn có huyết thi, đều là tà tu giả, phải nói, trừ bọn ngươi ra, trong này ngươi chứng kiến hết thảy, kỳ thật đều là tà tu giả, kể cả ta. Dương Diệp. Cái gì là tà tu giả? Bên người Dương Diệp, Khô Trúc Y hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Về sau chậm rãi giải thích cho ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Theo ta được biết, lúc trước có vẻ như tà tu giả đều đã diệt tuyệt a. Ngươi biết còn rất nhiều. Nữ tử nói. Ngươi nói không sai, lúc trước tà tu giả gây nhiều người tức giận, bị rất nhiều tu luyện giả liên thủ diệt sạch. Nhưng ngươi phải hiểu được, đó là ở tiểu thiên vũ trụ, mà nơi này là trung thiên vũ trụ. Hơn nữa lúc trước tà tu giả nhiều như vậy, làm sao có thể thật sự bị diệt sạch. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ở đây sở dĩ có nhiều tà tu giả như vậy, là vì cha ta. Phụ thân ngươi, Dương Diệp khó hiểu. Hắn là một tà tu giả. Nữ tử khẽ gật đầu. Là một tà tu giả rất lợi hại, ở trong những tà tu giả lúc trước, hắn tính toán tổ sư ra. Mà hắn, lúc trước đã tránh được đuổi giết ở tiểu thiên vũ trụ. Hắn đi vào trung thiên vũ trụ, ở nơi này thành lập nên thế lực của mình. Sau đó hắn dạy những tà tu kia. Dương Diệp hỏi. Nữ tử lắc đầu. Hắn không làm như vậy, bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu rõ tà tu giả tai hại. Hắn đến đây, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu tai hại của tà tu giả, hy vọng có thể tìm được phương pháp xử lý giải quyết di chứng của tà tu giả. Sau khi nghiên cứu mấy trăm năm, hắn đã tìm được. Sau đó hắn bắt đầu dạy người thu tà. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ta nhìn những người trong thành, giống như đều không bình thường a. Nữ tử khẽ gật đầu. Rất không bình thường, ngay từ đầu, hắn vì an toàn để đạt được mục đích, không có để ngoại nhân tu luyện, mà để cho ta tu luyện, thực lực của hắn rất mạnh, cho dù ta tu luyện gặp vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời ngăn cản. Ta tu luyện tới cuối cùng, thực lực tăng trưởng, nhưng không có xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn bắt đầu thu đồ đệ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Diệp nói. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kỳ thật, phương pháp của hắn là đúng, sai chính là, hắn không để ý đến một điểm, kia chính là thể chất, sở dĩ ta không có xảy ra vấn đề, là vì thể chất của ta đặc thù, mà những người thể chất không đặc thù kia, mới đầu tu luyện còn không có vấn đề gì, nhưng lâu dài, theo thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, bọn họ bắt đầu xuất hiện di chứng. Nói đến đây, hai mắt nàng nhắm lại. Đáng tiếc, thời điểm hắn biết được đã muộn, bởi vì tà tu giả. Có thể tăng thực lực lên rất nhanh, cái này làm cho rất nhiều người điên cuồng truy phủng, lúc kia, người ở trong vài tòa thành bên cạnh đã tu luyện công pháp hắn sáng chế. Hắn muốn ngăn cản, chỉ có giết tất cả mọi người, cái này mới có thể ngăn cản công pháp tiếp tục truyền ra. Dương Diệp nói, hắn không có làm như vậy. Nữ tử khẽ gật đầu. Hắn chuyển tất cả tà tu giả vào Tu Du Sơn, sau đó lợi dụng trận pháp phong ấn. Mục đích là không để người đi ra ngoài. Bởi vì lúc kia, rất nhiều cổ tu giả đã đi tới trung thiên vũ trụ, nếu những người này đi ra ngoài, tất sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể nghiên cứu ra phương pháp trị liệu, đáng tiếc, vô số năm qua đi, hắn vẫn không có tìm được phương pháp xử lý. Phụ thân ngươi vẫn còn. Dương Diệp hỏi. Còn. Nữ tử nói. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, đây chính là một vị cổ tu giả chân chính a. Lúc này nữ tử lại nói. Đáng tiếc, hắn đã không phải phụ thân lúc trước ta nhận thức. Nói như thế nào? Dương Diệp nói. Nữ tử nói. Chính hắn cũng xảy ra vấn đề. Kỳ thật tà tu giả, tương đương với học cấp tốc, mà đồ vật học cấp tốc là không chặt chẽ, cho dù ngày sau dùng ngoại vật đến gia cố, cái này cũng không chặt chẽ, thời gian càng lâu, vấn đề sẽ càng lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, tu luyện, đích thực gấp không được. Càng nhanh càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tựa như chút hít hủ thi cùng huyết thi kia, tuy thực lực không tệ, nhưng bọn họ đã đánh mất thần trí của mình, chính xác mà nói, bọn họ đã không thể xưng là người rồi. Lúc này nữ tử lại nói. Sau khi cha ta xảy ra vấn đề, hắn bắt đầu biến thành cực đoan, bắt đầu giết người lung tung, không ai có thể ngăn cản được hắn. Mà lúc này, may mắn lão giả đạo bào kia đến, sau đó phong ấn hắn. Không có giết hắn. Dương Diệp hỏi. Nói xong, hắn tự biết nói lỡ, vội vàng nói. Thật có lỗi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Nếu như có thể, ta
ta càng hy vọng hắn chết, bởi vì hiện tại hắn còn sống, so với chết càng khó chịu. Lão giả đạo bào kia không phải không muốn giết hắn, mà là hắn giết không được. Giết không được. Dương Diệp nhíu mày. Không thể nào, dùng thực lực của hắn, không cách nào đánh chết. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn chỉ là một phân thân, hơn nữa còn là một phân thân sắp biến mất. Cho nên hắn chỉ có thể phong ấn. Mà cha ta, hiện tại khả năng sắp đi ra. Đi ra. Dương Diệp nheo mắt, nếu phụ thân của nữ nhân này đi ra, vậy khẳng định là không vui rồi. Hiện ở bên ngoài, còn có cổ tu giả không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ đều đã đi đại thiên vũ trụ. Đã không có sao. Nữ tử nhẹ giọng nói một câu, sau đó nói. Nếu cha ta đi ra, hiện tại trung thiên vũ trụ, ai có thể ngăn cản hắn? Ai có thể ngăn cản những hủ thi cùng huyết thi kia, còn có chút ít quái vật khủng bố phía trước? Dương Diệp nhún vai. Không biết, dù sao ta không ngăn cản được. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể ngăn cản. Dương Diệp giang tay ra nói. Ngươi đánh giá cao ta rồi. Lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó tay phải nàng chỉ trước ngực Dương Diệp, nhìn Dương Diệp nói. Bảo vật kia có thể. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, hắn không nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này vậy mà biết trong cơ thể hắn có bảo vật. Dương Diệp gắt gao nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau đó nói. Làm sao ngươi biết? Nữ tử chỉ ánh mắt của mình. Ta nhìn thấy. Ngươi làm sao thấy được? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nói, ta trời sinh dị nhãn, có thể chứng kiến rất nhiều sự tình người thường không thể chứng kiến. Thực lực của ngươi, không cách nào đánh chết hắn, nhưng bảo vật trong cơ thể ngươi có thể, ta có thể cảm nhận được, nó rất cường đại, cực kỳ cường đại. Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn đi giết hắn, ngươi để cho ngừa chi khác tới giúp ngươi a. Nữ tử nói. Một khi phong ấn giải trừ, các ngươi đều phải chết. Ta bỏ chạy. Dương Diệp nói. Đắt không lại, ta còn chạy không được sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Nếu như hắn đi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều người đều chết. Dương Diệp nói. Cái này ta liền không xen vào. Ta cũng không muốn quản người khác, ta chỉ cần quản lý tốt ta cùng thân nhân của mình là được. Phụ thân của nữ nhân này là tồn tại gì a? Cổ tu giả a, cùng lão giả đạo bào thuộc về một thời đại, mặc dù đối phương không có mạnh như lão giả đạo bào, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Quan trọng nhất là, tại sao hắn phải đi giết đối phương? Cứu vớt thế giới. Cứu vớt cái quỷ, hắn còn không quên, trước đó toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu người muốn đầu của hắn. Cho nên loại sự tình vĩ đại này, vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Ngươi quá máu lạnh. Dương Diệp cười cười. Vị cô nương này, có năng lực như thế nào, thì làm chuyện đó, thực lực của phụ thân ngươi, khẳng định vượt xa ta, ta đi giết hắn, chậc chậc, chỉ sợ 8-9 phần 10 là có đi không về. Cho nên việc này, ngươi tìm người tài ba khác đi. Nữ tử có chút gật đầu. Không bắt buộc, chỉ là, cha ta có rất nhiều bảo vật, ngươi không muốn sao? Dương Diệp cười nói. Muốn, nhưng mệnh quan trọng hơn. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Như vậy đi, ngươi giúp ta một việc, ta cho ngươi một bảo vật. Bảo vật gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử lật tay, một áo giáp huyết hồng sắc xuất hiện ở trong tay nàng. Vật ấy, tên huyết giáp, nếu luyện hóa, nó có thể cùng máu của ngươi dung làm một thể, vật ấy có thể ngăn cản chân cảnh ngũ đoạn công kích. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, nó sẽ là của ngươi. Có thể ngăn cản chân cảnh ngũ đoạn công kích. Không thể không nói, Dương Diệp có chút động tâm, nhưng còn không có mất đi lý trí. Giúp ngươi chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Theo giúp ta đi sát Na Thành một chút. Nữ tử nói. Chỗ đó, có một đồ vật cha ta còn sót lại, ta muốn lấy đi, bằng không thì nếu hắn đi ra, đạt được vật kia, trung thiên vũ trụ chỉ sợ thật không người có thể ngăn cản hắn. Chỉ như vậy. Dương Diệp nói. Nữ tử gật đầu. Chỉ như vậy. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tốt, ta đáp ứng. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cong ngón búng ra, huyết giáp lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Cái này đã cho ta, không sợ ta đổi ý.
Nữ tử nói, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Dương Diệp thu hồi huyết giáp, do dự một chút, sau đó nói. Kỳ thật, có khi ta thật đúng là loại người này. Nữ tử nheo mắt, không có nói gì. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, sau đó nói. Dùng như thế nào? Nhỏ một giọt máu vào. Nữ tử nói. Dương Diệp đầu, sau đó cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết biến mất vào trong huyết giáp, rất nhanh, huyết giáp run lên, chỉ chốc lát, Dương Diệp cảm giác mình cùng huyết giáp thành lập lên liên hệ nào đó. Rất nhanh, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, huyết giáp trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, toàn thân hắn xuất hiện một huyết màn hơi mỏng. Dương Diệp dùng tay sờ lên, phát hiện, rất nhuyễn, rất bóng loáng, hơn nữa rất thoải mái dễ chịu. Hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Đến, cho ta một kiếm. Khô Trúc Y do dự, sau đó một kiếm đâm vào trước ngực Dương Diệp. Keng! Theo một tiếng thanh thúy vang lên, Khô Trúc Y bị chấn liên tục lùi lại mấy trượng. Mà huyết giáp trên người Dương Diệp lại không có bất kỳ tổn thương. Thứ tốt! Trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, bởi vì vừa rồi một kiếm của Khô Trúc Y đâm vào trên người hắn, hắn vậy mà không cảm nhận được lực chấn động. Phảng phất như kiếm của đối phương không có bổ vào trên người hắn. Lúc này nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Mặc dù giáp này tốt, nhưng tốt nhất dùng ít thôi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử áo đỏ nói. Nếu lực lượng của đối thủ ngươi quá mạnh mẽ, giáp này không cách nào thừa nhận, lực lượng sẽ trực tiếp chấn thương huyết mạch của ngươi, chính xác là mạch máu toàn thân ngươi. Một khi giáp này không cách nào thừa nhận được lực lượng của đối phương, lực lượng kia sẽ chấn vỡ mạch máu của ngươi, bởi vì giáp cùng mạch máu của ngươi tương liên, mạch máu vỡ vụn hàm ý như thế nào, có lẽ ngươi rất rõ ràng. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ chú ý. Nữ tử áo đỏ nói. Chúng ta đi thôi. Hiện tại liền đi. Dương Diệp nói. Hiện tại liền đi. Nữ tử áo đỏ đi ra ngoài điện, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Khô cô nương. Người đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Đừng suy nghĩ, nàng ra không được. Vì sao? Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Nếu có thể đi ra ngoài, những hủ thi cùng huyết thi, sớm liền đi ra ngoài. Ngươi cho rằng bọn họ muốn ở nơi này. Không, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn đi ra ngoài. Vì cái gì không thể ra? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử áo đỏ nói. Tu Du Sơn, có thể vào không thể ra. Ở đây có hai trận pháp, một cái là cha ta năm đó bố trí, còn có một cái là lão giả đạo bào kia tiện tay bố trí, là vì hạn chế hủ thi cùng huyết thi trong này ra ngoài. Mà muốn phá trận pháp, thứ cho ta nói thẳng, cho dù hai người các ngươi đạt tới chân cảnh ngũ đoạn cũng không được. Nói xong, nữ tử không nói nữa, bước nhanh đi ra đại điện. Nghe được nữ nhân này nói, sắc mặt hai người đều trầm xuống. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn không thể thời gian dài ở chỗ này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Đi theo nàng, có lẽ nàng có phương pháp có thể đi ra ngoài. Nói xong, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đuổi theo nữ tử áo đỏ. Rất nhanh, ba người ra khỏi thành, mà bên ngoài thành, có một ít thi thể nhân loại, những thi thể này, là đám người trước kia theo sau lưng Doanh Mục. Nhưng Doanh Mục không có ở trong đó. Dùng chân đi, đừng có bay. Nữ tử áo đỏ nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ chỉ xa xa. Vận dụng huyền khí, hủ thi sẽ cảm nhận được. Hủ thi kia không sợ ngươi. Dương Diệp hỏi. Tại sao chúng phải sợ ta? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, tiếp tục đi tới. Dương Diệp hỏi lại. Vậy vì sao huyết thi không đả thương ngươi? Nữ tử áo đỏ nói. Huyết thi còn có chút trí tuệ, chúng sợ cha ta, bởi vậy không dám tổn thương ta. Mà hủ thi, chúng đã không có trí tuệ. Tóm lại, các ngươi đừng dùng huyền khí, nếu không có huyền khí chấn động, chúng sẽ không cảm nhận được các ngươi, cho dù cảm nhận được, cũng sẽ không đến tổn thương các ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, sớm biết như vậy, trước hắn cũng không cần chật vật như vậy. Cứ như vậy, ba người đi về phía sát Na Thành. Không thể không nói, dọc theo con đường này, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y có chút run sợ, bởi vì xung quanh rất nhiều hủ thi. Nếu như những hủ thi này đi ra ngoài, vậy đối với hệ ngân hà trung thiên vũ trụ,
tuyệt đối là một tai nạn, trừ khi bát đại thế gia liên thủ, bằng không thì căn bản không đối phó được những hủ thi này. Thật sự là nhiều lắm, hắn nhìn ra đầu cũng có chút run lên. Nữ tử áo đỏ lộ ra rất chấn định, thật giống như không có trông thấy hủ thi kia. Tuy đi bộ, nhưng ba người đều không phải người bình thường, bởi vậy tốc độ rất nhanh. Lúc này, đúng là thời điểm trước hừng đông, bốn phía đen kịt, Dương Diệp có ám chi pháp tắc, bởi vậy hắn không ý kỵ hắc ám, nhưng hắc ám xung quanh không bình thường, bởi vì thần thức của hắn không cách nào mở rộng ra ngoài. Hiện tại, thần thức của hắn chỉ có thể cảm nhận được xung quanh 500 trượng. Mà ngoài 500 trượng, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là thi khí. Nữ tử áo đỏ giải thích nói. Xung quanh có rất nhiều thi khí vô hình, những thi khí này có thể trở ngại thần thức của nhân loại. Người có thể chứng kiến ngoài 500 trượng, cái này đã rất nghịch thiên. Không tin người hỏi nữ tử bên người ngươi, nàng khả năng ngoài 10 trượng cũng không cảm thụ đến. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y, lúc này Khô Trúc Y cũng đang nhìn về phía hắn, sau đó nói. Người có thể cảm nhận được ngoài 500 trượng. Dương Diệp gật đầu. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp thật sâu. Thật là một quái vật. Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi thì sao, ngươi là người bình thường, hay là huyết thi? Vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi. Bởi vì hắn cảm giác, nữ nhân trước mắt này rất không bình thường. Nữ tử áo đỏ dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết. Nữ tử áo đỏ thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó cùng Khô Trúc Y đi theo. Kỳ thật hắn có chút hối hận đáp ứng giúp đỡ nữ nhân kia. Giờ phút này, trực giác nói cho hắn biết, hắn có khả năng tiếp một phiền toái. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ ngừng lại. Làm sao vậy? Khô Trúc Y hỏi. Nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lạnh nhạt nói. Có cái gì đi theo chúng ta? Nghe vậy, Khô Trúc Y biến sắc, lập tức đề phòng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ta không có cảm giác đến. Lúc này nữ tử nhìn hắn. Ở sau lưng ngươi. Dương Diệp. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thoáng qua. Oanh! Âm thanh nổ vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay gần trăm trượng mới dừng lại. Mà chỗ hắn đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trong suốt. Người trong suốt. Chuẩn xác mà nói là linh hồn thể. Dương Diệp nhìn huyết giáp trên người mình, vừa rồi nếu như không phải hắn lập tức tế ra huyết giáp, một trường này của đối phương, cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Hồn thi. Lúc này, nữ tử áo đỏ kia đột nhiên nói. Thực lực của hắn cùng huyết thi không phân cao thấp, đương nhiên, bọn họ đáng sợ hơn hờ huyết thi, bởi vì bọn họ là linh hồn thể, mà linh hồn thể quỷ dị nhất. Thường xuyên để người khó lòng phòng bị. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc. Hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hồn thi, sau đó oanh ra một quyền. Hồn thi cũng oanh qua một quyền. Rất nhanh. Oanh. Một tiếng nổ đì đùng vang lên, ngay sau đó, Dương Diệp bị chấn lùi lại 10 trượng, mà hồn thi chỉ lui không đến 5 trượng. Mạnh như vậy. Dương Diệp cau mày, mặc dù hắn không có sử dụng kiếm, nhưng lực lượng thân thể hắn cực kỳ mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới, lực lượng nhục thể của hắn vậy mà kém hồn thi. Cái này là tu luyện giả thời kỳ viễn cổ sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, hiện tại hắn mới phát hiện, đám tu luyện giả thời kỳ viễn cổ kia, mạnh hơn tu luyện giả hiện tại rất nhiều. Phải nói, văn minh tu luyện lúc trước không có truyền thừa nguyên vẹn xuống. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi có biện pháp giải quyết cái này không? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thời điểm ngươi nên biểu hiện rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhìn ta. Nói xong, đột nhiên hắn xuất hiện ở bên người nữ tử áo đỏ cùng Khô Trúc Y. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Bắt lấy tay phải của ta. Khô Trúc Y khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Sau khi Khô Trúc Y bắt lấy tay phải của hắn, tay trái Dương Diệp trực tiếp ôm eo nữ tử áo đỏ, thân hình khẽ động, mang theo hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Hai nữ. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Cái này là phương pháp xử lý cử ngươi. Dương Diệp nói. Bằng không thì sao? Hắn mới sẽ không đi liều mạng với hồn thi, nói giỡn,
liều thắng lại không có chỗ tốt. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Cùng ta nghĩ có chút không giống. Dương Diệp. Thời gian từng chút trôi qua, sau nửa canh giờ, một thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Thành cực kỳ lớn, tựa như một cự thú nằm sấp, lộ ra có chút dữ tợn cùng âm trầm. Kia chính là Sát Na Thành. Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Rất nguy hiểm. Nữ tử áo đỏ nói. Rất nguy hiểm, bên trong có tồn tại kinh khủng hơn huyết thi hồn thi cùng với hủ thi. Lúc này, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cái kia, không đi được không? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bên trong có rất nhiều bảo vật phụ thân ta lúc sinh tiền lưu lại, trong đó có một vật cực kỳ thích hợp ngươi. Vật gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Hộp kiếm. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Hộp kiếm của một viễn cổ kiếm tu, trong đó có 9 chuôi linh kiếm chân cảnh đỉnh phong, nếu ngươi có thể điều khiển 9 chuôi kiếm này, tăng thêm trận pháp nghịch thiên trong hộp kiếm, ngươi đủ để đối kháng chân cảnh tứ đoạn, thậm chí ngay cả chân cảnh ngũ đoạn cũng có thể đối kháng. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau đó nói. Ta giống như chưa nói qua ta biết dùng kiếm. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Ngươi không nói, không có nghĩa là ta không biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, thật sự có hộp kiếm. Hiện tại năng lực solo của hắn rất mạnh, nhưng đối mặt người khác quần ẩu có chút không chịu nổi. Ngân hà kiếm đồ ngược lại có thể, nhưng ngân hà kiếm đồ đối mặt cường giả chân cảnh lại có chút vô lực. Nếu quả thật có hộp kiếm kia, hắn nguyện ý đi mạo hiểm. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Có. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó nói. Chúng ta vào đi thôi. Nhưng nữ tử áo đỏ lại lắc đầu. Hiện tại không được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử nói. Bây giờ là buổi tối, đúng là thời điểm chút ít quái vật trong thành kia hoạt động. Trời sáng, bọn nó sẽ nghỉ ngơi, bởi vì bọn nó không thích ánh mặt trời. Cho nên chúng ta hừng đông đi vào, sẽ an toàn hơn một ít. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe lời người. Nói xong, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nói. Khô cô nương. Ta cảm thấy, ngươi không thể tiếp tục đi theo chúng ta tiến vào. Nếu nàng không đi theo ngươi, chết càng nhanh hơn. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Sinh vật nơi đây, đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại, căn bản không phải nàng có khả năng đối kháng. Dương Diệp nói, nhưng ta cảm giác, nàng đi theo chúng ta vào, càng nguy hiểm hơn a. Nữ tử áo đỏ nói. Chính các ngươi lựa chọn. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Ngươi lựa chọn a? Khô Trúc Y trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Đi theo các xê ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì đi theo. Nói xong, hắn lấy ra một viên đá năng lượng đưa tới trước mặt Khô Trúc Y. Trước cơ khôi phục trạng thái đi. Khô Trúc Y nhìn viên đá năng lượng, sau đó nói. Đa tạ. Nói xong nàng cũng không cự tuyệt, tiếp nhận đá năng lượng nuốt xuống. Dương Diệp cũng lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, trực giác nói cho hắn biết, vào trong thành sẽ không quá an bình. Thời gian dần trôi qua, trời càng ngày càng sáng. Sáng sớm, thời điểm luồng ánh mặt trời thứ nhất phung vẩy xuống đại địa, nữ tử áo đỏ mở mắt, sau đó nói. Chúng ta vào thôi. Cứ như vậy, ba người đi đến Sát Na Thành. Rất nhanh, ba người tới trước cửa thành, nữ tử áo đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Sau đó tay phải đặt ở trên cửa thành nhẹ nhàng chấn động. Cót kẹt. Theo một tiếng thanh thúy vang lên, đại môn bị chấn ra, đại môn vừa bị chấn mở, một mùi vị gay mũi lập tức đập vào mặt. Phải nói có rất nhiều mùi vị, mùi nấm mốc, mùi máu tươi, còn có một chút mùi hôi thối. Dương Diệp vung tay, các mùi lập tức bị đánh tan. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía kiến trúc rất ít. Vụn vặt lẻ tẻ, trong đó rất nhiều đều là đổ nát thê lương, hiển nhiên là gặp qua phá hư. Nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng nói. Nơi đây từng rất phồn hoa. Dương Diệp nhìn bốn phía, khẽ gật đầu. Nhìn ra được. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Đi thôi. Trên đường đi, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều cực kỳ đề phòng, tuy trong thành rất yên tĩnh, xem ra không có nguy hiểm gì.
nhưng nếu như bọn họ thật cho rằng như vậy, thì hai người bọn họ cách cái chết đã không xa. Thời gian từng chút trôi qua, ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo đỏ, ba người tới một giếng cạn có chút lớn, rộng khoảng chừng trăm trượng. Mà dưới giếng, một mảnh đen kịt, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Mà ở bốn phía giếng cạn, Dương Diệp phát hiện, có rất nhiều phù văn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Ngươi không phải là muốn chúng ta xuống chứ? Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Vật phẩm ta muốn kia, ở phía dưới. Phía dưới có nguy hiểm không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ nhìn hắn một cái, sau đó nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp đi đến bên cạnh giếng cạn, sau đó nhìn xuống dưới một cái, phía dưới đen kịt, không chỉ đen kịt, còn u ám. Mặc dù hắn có ám chi pháp tắc, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phía dưới không phải nơi tốt lành gì, rất có thể xuống dưới liền lên không nổi. Lúc này nữ tử áo đỏ lại nói. Năm đó một ít bảo vật của cha ta đều ở dưới, kiếm hộp kia cũng ở dưới. Thế giới này, cho tới bây giờ không có đồ vật không làm mà hưởng, mặc kệ cái gì, đều cần trả giá nhất định mới có thể có được, không phải sao? Dương Diệp đi đến trước mặt nữ tử áo đỏ, hắn nhìn nữ tử áo đỏ. Nhưng ta cảm giác, ngươi không phải đơn thuần đến lấy bảo vật của phụ thân ngươi, nếu như ta không đoán sai, ngươi khẳng định còn có mục đích khác, đúng không? Hắn quyết định ngả bài. Tuy hắn tự tin đối với thực lực của mình, nhưng hắn không ngốc. Hơn nữa nhiều khi, tự tin quá độ chính là tự phụ. Ở địa phương quỷ quái này, tự tin, ít một chút mới tốt. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Đích thực có, nhưng kia là sự tình của ta. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Vị cô nương này, nói thật, ta đối với ngươi thật rất kiêng kỵ, bởi vì ngươi xem ra không giống như người bình thường. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, nếu ta đi xuống, khẳng định phải xong đời. Cho nên, nói xong, tay hắn bún ra, huyết giáp xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó huyết giáp bay đến trước mặt nữ tử áo đỏ. Lần sinh ý này, ta không làm. Sở dĩ hắn buông thả, là vì vừa rồi Hồng Mông Tháp phát ra cảnh báo cho hắn. Hồng Mông Tháp phát ra cảnh báo. Dưới tình huống bình thường, Hồng Mông Tháp tuyệt đối sẽ không phát ra cảnh báo. Cũng chỉ có thời điểm cực kỳ nguy hiểm, Hồng Mông Tháp mới có thể cảnh báo hắn. Cho nên Dương Diệp quyết đoán lựa chọn buông thả. Mặc dù bảo vật tốt, nhưng mạng quý hơn. Không có mạng, hết thảy đều là phù vân. Hơn nữa, một người nhất định phải nhận rõ thực lực của mình, không nên đánh giá thấp mình, nhưng cũng không thể đánh giá cao mình, có dạng thực lực gì làm dạng sự tình đó. Nữ tử áo đỏ nhìn huyết giáp trước mặt nàng, sau đó cong ngón búng ra. Huyết giáp bay về tới trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi dùng qua rồi, không thể trả hàng. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Muội tử ngươi là muốn ép mua ép bán à? Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, sau đó chân phải nàng nhẹ nhàng chà chà trên mặt đất, thoáng qua. Thần sắc của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y vô cùng khó coi. Một hơi sau, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy, xuống dưới cũng không phải là không thể được. Sau khi nữ tử áo đỏ dậm chân, trong tràng đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyết thi. Những huyết thi này khoảng chừng trên trăm. Bọn họ trống rỗng xuất hiện không có một chút dấu hiệu, phảng phất như bọn họ vốn ở một bên. Nữ tử áo đỏ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Gì? Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nói. Gì? Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nhìn về phía hắn. Tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào, tin tưởng ta. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Ngươi biết muốn ta làm gì? Ngươi muốn bắt ta, không phải sao? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Muốn thử một chút không? Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau một khắc, đột nhiên hắn biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nữ tử áo đỏ, giờ khắc này, hắn không có ẩn tàng thực lực của mình. Nhưng thời điểm hắn xuất hiện ở sau lưng nữ tử áo đỏ, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì nữ tử áo đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ của hắn, mà giờ khắc này, nữ tử áo đỏ đang nhìn hắn. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, bởi vậy Khô Trúc Y còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Dương Diệp gắt gao nhìn nữ tử áo đỏ, tốc độ của nữ nhân này còn nhanh hơn hắn, hơn nữa nhanh hơn rất nhiều. Phải biết rằng,
hắn là đánh đòn phủ đầu, nhưng hắn vẫn chậm hơn đối phương. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Còn muốn thử không? Dương Diệp nhún vai. Không phải là xuống dưới sao? Đi thì đi. Nói xong, hắn ôm eo Khô Trúc Y, sau đó thả người nhảy lên, tiến vào trong giếng. Mà nữ tử áo đỏ kia cũng nhảy vào trong giếng cạn. Tiến vào giếng cạn, Dương Diệp phát hiện, không gian trong giếng cạn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mà ở bốn phía giếng cạn, tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt, bởi vậy tràng cảnh trong giếng cạn rõ ràng có thể thấy được. Mà ở bốn vách tường giếng cạn, vẽ rất nhiều đồ vật, giống như bên ngoài. Ba người không ngừng hạ thấp, ước chừng sau nửa canh giờ, ba người rốt cục rơi xuống đất. Đi! Nữ tử áo đỏ nói xong, đi đến một lối mòn. Cẩn thận chút! Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, cứ như vậy, hai người đuổi theo nữ tử áo đỏ. Trong thông đạo, ba người không nói chuyện, xung quanh cũng không có bất kỳ tiếng vang. Bởi vậy lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Dương Diệp đột nhiên nói. Vị cô nương này, ta nhìn ngươi cũng là một người ngay thẳng, không bằng ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết mục đích thực sự của ngươi đi. Bằng không thì, ta đoán đến đoán đi, đau cả đầu. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Nữ tử áo đỏ nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này thanh âm của Khô Trúc Y đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Đợi tí nữa nếu có ngoài ý muốn, chính ngươi trốn đi. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y, Khô Trúc Y lại huyền khí truyền âm. Dùng thực lực của ngươi, nữ nhân này có lẽ rất khó lưu ngươi lại. Lúc này, nữ tử áo đỏ ở trước mặt hai người đột nhiên nói. Ngươi có thể để hắn thử xem. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi nghe được nàng huyền khí truyền âm. Nữ tử áo đỏ không nói gì, chỉ đi tới. Một phút đồng hồ sau, nữ tử áo đỏ đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng không xa. Có một cánh cửa này có chút đặc thù, bởi vì nó hoàn toàn do phù văn thần bí tổ hợp thành. Nhìn xem cánh cửa này, trong mắt nữ tử áo đỏ có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Mở nó ra, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Dương Diệp nhìn cánh cửa kia, sau đó nói. Ngươi mở không ra. Nữ tử áo đỏ nói. Nếu ta có thể mở ra, còn gọi ngươi tới làm gì? Dương Diệp cười khổ nói. Vị cô nương này, ngươi quá để mắt ta. Thực lực của ngươi khẳng định còn mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng mở không ra, ta làm sao có thể mở ra. Ngươi có thể. Nữ tử áo đỏ khẳng định nói. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử áo đỏ nói. Bởi vì cánh cửa này là vị lão giả đạo bào kia lưu lại, trên người của ngươi có khí tức của hắn, cho nên hắn sẽ không bài xích ngươi. Người bình thường. Nếu tiếp cận phạm vi nửa trượng, nó sẽ tự chủ tấn công. Lão giả đạo bào lưu lại. Dương Diệp nhìn cánh cửa kia, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Bên trong có gì? Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Nữ tử áo đỏ nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó đưa tay về phía cánh cửa. Thời điểm Dương Diệp đi đến trước cửa, cánh cửa kia đột nhiên run lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nữ tử áo đỏ cũng nhíu mày. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa kia đột nhiên bình tĩnh xuống. Nhìn thấy một màn này, nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Quả nhiên, nó không công kích ngươi. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó ánh mắt rơi vào trên cánh cửa kia, nói thực, hắn không muốn mở cánh cửa này. Nhưng hắn không có lựa chọn, lúc này đây, thật sự không có lựa chọn nào. Đào tẩu. Sự thật chứng minh không được, bởi vì tốc độ của nữ tử còn nhanh hơn hắn. Cưỡng ép trốn, căn bản không thể thực hiện được. Cùng nữ tử áo đỏ liều chết, hắn nghĩ tới, nhưng sự tình còn chưa tới tình trạng kia, bởi vì nữ nhân này đối với hắn có vẻ không có định ý gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đặt tay lên cánh cửa, ngay thời điểm hắn muốn sử dụng tiêu vong pháp tắc, hồng mông tháp trong cơ thể hắn đột nhiên run lên, sau một khắc, cánh cửa kia cũng run lên theo, ngay sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cánh cửa kia trực tiếp tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Mình còn không có dùng lực. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Lúc này, nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Gì? Nói xong, nữ tử áo đỏ đi vào. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau một cái, sau đó cũng đi vào theo. Mà lúc này, âm thanh của Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Nữ nhân kia nói không sai,
nếu như là người khác, cho dù là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, cũng phá không được cửa này. Mà ngươi, nếu không có Hồng Mông Tháp, vừa rồi ngươi đã chết. Vừa rồi đã chết, Dương Diệp nói. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cửa kia không biết ngươi là truyền nhân của chủ nhân, vừa rồi nó đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Mà nếu nó ra tay với ngươi, dùng thực lực của ngươi bây giờ căn bản ngăn không được, cho nên Hồng Mông Tháp PC xuất thủ. Nếu như nó không ra tay, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể. Nói đến đây, Lục Đinh Thần Hỏa dừng một chút, sau đó lại nói. Ca tiểu tử, cẩn thận chút, nữ nhân này không đơn giản, mà chỗ này vậy mà để chủ nhân ra tay phong ấn, càng không đơn giản. Cho nên phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, không cần Lục Đinh Thần Hỏa nhắc nhở, chính hắn cũng sẽ cẩn thận. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thời điểm thấy rõ bốn phía, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bốn phía chính là một đại điện, hơn nữa còn là một đại điện xa hoa, vàng son lộng lẫy, hoa lệ vô cùng. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên vung tay phải lên, một cái hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử áo đỏ nói, vật ấy tên Yên Diệt, chính là năm đó một vị kiếm tu tạo thành, vị kiếm tu kia tin tưởng, vạn vật đều có căn nguyên, mà có nguyên nhân thì có quả, nhân quả, hắn căn cứ hai chữ này, sáng tạo ra một kiếm trận, chính là Yên Diệt. Thời điểm kiếm ra, chảm nhân chảm quả, hết thảy đều Yên Diệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Kiếm trận này uy lực cực lớn, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng chỉ có một loại người mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Người nào? Dương Diệp hỏi. Người vô tình. Nữ tử áo đỏ nói. Trong nội tâm người vô tình, không có thiện niệm, nhất niệm vạn vật diệt, nhất niệm thiên địa sụp đổ. Trận này uy lực cực lớn, nếu lúc cùng người giao thủ, trong lòng có chút thiện niệm, uy lực của nó sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói. Cùng người giao thủ. Hắn không có thiện niệm đâu mà lo. Dương Diệp sờ lên mũi của mình, sau đó nhìn về phía hộp kiếm. Lúc này đây, hắn không nhắc nhở nữ tử áo đỏ. Hắn cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết biến mất vào trong hộp kiếm. Rất nhanh, hộp kiếm kia rung rung kịch liệt. Ngay sau đó Dương Diệp cảm giác mình cùng hộp kiếm này thành lập lên liên hệ nào đó. Dương Diệp tâm niệm vừa động, trong chốc lát, sáu chuôi hắc kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáu chuôi kiếm dài ước chừng ba thước, toàn thân đen kịt. Trong đó tản ra khí tức âm hàn, để người cảm giác rất không thoải mái. Đây là ác niệm tạo thành. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Sáu thanh kiếm này, là do ác niệm của vị kiếm tiên kia tạo thành, lúc ngươi giết người, trong nội tâm ác niệm càng mạnh, uy lực kiếm này lại càng lớn, kiếm trận kia uy lực cũng sẽ càng lớn. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Vị kiếm tu kia, là tà tu giả. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Đúng. Khó trách. Dương Diệp khẽ gật đầu, kiếm trận cùng kiếm này xem xét không phải là kiếm tu bình thường làm ra, kiếm tu bình thường khẳng định làm không ra đồ chơi như thế. Đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu là hộp kiếm cùng sáu chuôi kiếm đối với hắn hữu dụng là được. Hắn không có nhìn kiếm trận hiện ra ở trong đầu, mà nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Cửa đã mở, chúng ta liền cáo từ. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn muốn mang theo Khô Trúc Y đi. Nhưng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Ta còn không có lấy được đồ vật ta muốn. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Còn cần ta hỗ trợ. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Bất quá là một chuyện nhỏ, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía sau đại điện. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Đi. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo đỏ. Ba người tới trước một quan tài là quan tài bình thường, nhưng ở trên quan tài, có một tấm phù chú. Khi nhìn thấy phù chú này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì phù chú này giống như phù chú phong ấn cánh tay hắn. Kéo xuống đi. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Bên trong là cái gì? Ngươi kéo xuống sẽ biết. Nữ tử nói. Dương Diệp lắc đầu. Không xé. Trực giác nói cho hắn biết, trong này phong ấn tuyệt đối không phải loại lương thiện. Đúng lúc này, một cái tay trong suốt đột nhiên chế trụ yết hầu của Khô Trúc Y. Hồn thi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi.
hắn không nghĩ tới, nơi này lại có hồn thi, mà hắn một đường đến, vậy mà không có cảm giác được. Nữ tử áo đỏ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn thẳng hắn. Kéo nó xuống. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Xé liền xé, ai sợ ai. Nói xong, hắn đi tới trước quan tài, vừa muốn đi sờ linh phù kia run lên, nhưng ngay thời điểm linh phù rung động, hồng mông tháp trong cơ thể hắn cũng run rẩy. Thoáng qua, linh phù bình tĩnh xuống. Sau một khắc, linh phù bị Dương Diệp vạch trần xuống. Mà khi linh phù bị bóc, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Dương Diệp nhìn một cái, khi thấy người ở bên trong, ánh mắt hắn lập tức trợn lên. Nói đùa gì vậy? Ở trong quan tài, nằm một nữ tử, nhưng nữ tử này không phải người khác, đúng là nữ tử áo đỏ bên cạnh hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Rất kinh ngạc. Dương Diệp nói. Ngươi không phải nói lão giả đạo bào phong ấn phụ thân ngươi. Sao? Ta gạt ngươi. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Khóe miệng Dương Diệp co rút, lừa gạt mình. Nàng kia là ai? Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên chỉ vào nữ tử trong quan tài hỏi. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía nữ tử trong quan tài, sau đó nói. Chính là ta. Nói xong, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hồng mang biến mất ở trong thân thể nữ tử kia. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ trong quan tài mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hít sâu một hơi. Rốt cục đi ra. Dương Diệp cười khan, sau đó nói. Chúc mừng. Nghe được Dương Diệp nói, nữ tử áo đỏ đột nhiên nhìn về phía hắn, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào phần bụng Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử nhìn về phía bụng mình, tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Ngươi là nhân tài, đi theo ta đi. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi, ta thích tự do. Ngươi cự tuyệt. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta không thích hước thúc, cho nên không thể đi theo ngươi. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ta không thích người khác cự tuyệt ta, cũng không có ai cự tuyệt ta, bởi vì cự tuyệt qua, đều đã chết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Dưa hái xanh không ngọt, người cảm thấy đúng không? Nữ tử áo đỏ lắc đầu. Chỉ cần ta thích, cho dù đắng cũng không sao. Nhưng ta không thích. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ. Lúc này, tay phải của nữ tử áo đỏ đột nhiên đặt ở trên tay phải của Dương Diệp. Ta có thể cảm giác được. Cánh tay này của ngươi tràn đầy lực lượng. Nếu như ta không đoán sai, nó là át chủ bài cuối cùng của ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem như thế đi. Chiến thần chi thủ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu bỏ Niêm Phong cánh tay này, tăng thêm kiếm gỗ. Tràng cảnh kia, chính hắn cũng không thể tưởng tượng. Lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên xốc lên ống tay áo của hắn, sau đó đặt tay lên phù lục, nàng nhìn Dương Diệp. Có muốn thử một chút không? Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Vậy thì thử xem. Ngay lúc này, sao có thể kinh sợ? Không thể kinh sợ. Hắn không biết thực lực của nữ tử áo đỏ trước mắt này, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, chính là đối phương rất mạnh. Nhưng lại mạnh cũng không thể kinh sợ. Đánh không lại cùng không đánh là hai khái niệm. Cho dù đánh không lại, hắn cũng dám đánh. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Muốn kéo linh phù trên cánh tay Dương Diệp xuống, nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng qua, kiếm khí rậm rạp chẳng chỉ trực tiếp bao phủ nữ tử áo đỏ. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, chút ít kiếm khí kia liền hư không tiêu thất. Lúc này, ánh mắt của nữ tử áo đỏ rơi vào Tiểu Bạch cùng kiếm gỗ. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch mở tròn mắt, nàng nhìn nữ tử áo đỏ, cuối cùng lại nhìn Dương Diệp, ngay sau đó nàng nhếch miệng cười cười. Ôm kiếm gỗ trực tiếp biến mất ở trong cơ thể Dương Diệp. Chạy! Dương Diệp cười khổ, Tiểu Bạch là loại đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy a. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Đã ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Nói xong, hắn muốn bóc linh phù trên cánh tay mình, nhưng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Vừa rồi chuôi kiếm gỗ kia, làm sao lại ở chỗ ngươi? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi nhận thức kiếm gỗ? Ngươi không biết? Nữ tử áo đỏ hỏi lại.
Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp thật sâu, trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên xoay người, sau đó nói. Đi ra ngoài. Không động thủ sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng vung tay. Một ngày sau, trận pháp nơi đây sẽ nghiền nát, khi đó người ở trong Tu Du Sơn toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, bây giờ người đang ở trong Tu Du Sơn, cũng đều phải chết. Dương Diệp nói. Ngươi muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nữ tử áo đỏ xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đi ra làm gì? Dương Diệp nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn xưng bá trung thiên vũ trụ. Xưng bá trung thiên vũ trụ. Khóe miệng nữ tử áo đỏ nổi lên khinh thường. Có ý nghĩa sao? Ở đây, bất quá là một lồng giam mà các cổ tu giả lưu lại mà thôi. Mục đích của ta, chính là đại thiên vũ trụ trên 9 tầng trời kia. Đại thiên vũ trụ. Nghe được nữ tử áo đỏ nói, Khô Trúc Y thở dài một hơi, nếu như nữ nhân này muốn xưng bá trung thiên vũ trụ, vậy đối với trung thiên vũ trụ mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Thực lực của nữ nhân này đã sâu không thể lường được, tăng thêm chút ít hủ thi, hồn thi. Trong Tu Du Sơn, có thể nói, không có bất kỳ một thế gia nào có thể chống được nàng. Trên 9 tầng trời, Dương Diệp nói, ngươi muốn đi đại thế giới. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, ngươi cũng sẽ đi. Nói xong, nàng xoay người, sau đó lại nói. Đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tuy chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút. Hiện tại, những tu luyện giả bên ngoài kia, cảm thấy Tu Du Sơn có đại năng truyền thừa, có bảo bối, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nơi đây. Cho nên, vậy thì để cho bọn họ tới. Nữ tử nói. Những thi thể này, đã thật lâu không có hưởng qua hương vị máu tươi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó lại nói. Vậy chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, người có đồ vật gì không sử dụng hay không? Tựa như huyết giáp hay hộp kiếm chẳng hạn, nếu người có, đều cho ta không ngại nhiều đâu. Một bên, Khô Trúc Y nghe mà khóe miệng co giật. Lúc này, nữ tử áo đỏ kia đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, tay ngọc nàng chậm rãi nắm lại. Lúc này Dương Diệp đột nhiên ôm eo Khô Trúc Y, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chủ nhân, vì sao không giết hắn đi, chiếm thần vật trong cơ thể hắn? Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chủ nhân, vì sao không giết hắn đi, chiếm thần vật trong cơ thể hắn? Nữ tử áo đỏ nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi rất lâu, sau đó nói. Người này, ở trên người hắn có rất nhiều nhân tố không xác định. Giết hắn, mặc dù có thể được vật kia, nhưng hậu hoạn vô tận. Mà ta, tạm thời không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Hiểu rõ. Thanh âm kia nói. Chủ nhân, hôm nay người thoát khốn, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hai mắt nữ tử áo đỏ chậm rãi đóng lại. Chờ thực lực của ta hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng không có dừng lại ở trong giếng cạn, cũng không dám dừng lại, nàng kia là cổ tu giả, đối phương không biết sống bao nhiêu vạn năm, thực lực của nàng, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng không có ra Tu Du Thành, hai người ở trong thành tìm một gian đại điện cũ nát tạm thời ở lại. Bởi vì trận pháp của Tu Du Sơn còn có một ngày nữa mới phá, về phần phá như thế nào? Không cần phải nói, nhất định là nữ nhân kia phá. Mấy chương trước dịch giả có dịch nhầm là sát na thành, mong các độc giả thông cảm. Dù sao hiện tại hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ trận pháp kia phá, sau đó rời địa phương quỷ quái này. Chuyến này thu hoạch, hắn đã thỏa mãn. Về phần nữ nhân kia có mục đích gì, muốn làm cái gì, đều không có quan hệ gì tới hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn tăng thực lực lên, sau đó đi Dương gia đánh một trận. Dương Diệp ngồi xếp bằng, hắn tâm niệm vừa động, hộp kiếm kia xuất hiện ở trước mặt, hắn tự tay cong ngón búng ra, hộp kiếm kia run lên kịch liệt, ngay sau đó, 6 thanh hắc kiếm xuất hiện ở trước mặt. 6 thanh kiếm mới vừa xuất hiện, Dương Diệp liền phát hiện, hắn cùng với 6 thanh kiếm này vậy mà tâm ý tương thông, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể dùng tâm niệm đến điều khiển 6 thanh kiếm. Nói ngắn gọn, 6 thanh kiếm này sẽ tương đương 6 cánh tay của hắn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm đa dụng. Nhưng muốn làm đến kiếm như cánh tay,
vẫn còn cần luyện nhiều. Mà bây giờ tự nhiên không phải lúc. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhướng mày, ngay sau đó hắn nhìn Khô Trúc Y ra hiệu, nàng khó hiểu, lúc này Dương Diệp đột nhiên nổi giận mắng. Thật đáng chết, bảo vật siêu việt chân cảnh ở dưới giếng cạn kia thậm chí có ba hủ thi chấn thủ. Nói đến đây, hắn lại lấy ra hai viên đá năng lượng đưa tới trước mặt Khô Trúc Y nói. Nhanh nuốt vào, chờ thương thế của chúng ta tốt lên lại tiếp tục, ta cũng không tin, mài không chết ba bộ hủ thi kia. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Bảo vật siêu việt chân cảnh, chậc chậc, không nghĩ tới lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở cách hai người Dương Diệp không xa. Cầm đầu đúng là Doanh Mục. Ngươi! Dương Diệp đột nhiên đứng dậy lôi kéo Khô Trúc Y liên tiếp lui về phía sau, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Các ngươi làm sao lại ở đây? Làm sao lại ở đây? Trên mặt Doanh Mục có vẻ dữ tợn. Đương nhiên là chạy trốn tới đây. Lúc trước các ngươi không cho chúng ta vào thành, chúng ta đều thiếu chút nữa bị hủ thi ăn sống a. Dương Diệp tiếp tục lôi kéo Khô Trúc Y lui về sau. Ngươi muốn thế nào? Âm thanh run rẩy, như cực kỳ sợ hãi. Ta muốn thế nào? Thần sắc của Doanh Mục càng dữ tợn. Nhưng lúc này, một nam tử bên người Doanh Mục đột nhiên nói. Không thể động thủ, nơi đây có rất nhiều hủ thi và hồn thi, nếu động thủ, sẽ hấp dẫn chút ít quái vật kia, còn có những cường giả giấu ở trong thành. Chúng ta đi giếng cạn lấy bảo vật trước đã. Bảo vật. Lúc này Dương Diệp kêu lớn. Không có bảo vật, thật không có bảo vật. Nam tử bên người Doanh Mục lạnh nhạt nói. Vừa rồi ngươi nói chúng ta đều đã nghe được. Dương Diệp nóng nảy, vội vàng nói. Phía dưới thật không có bảo vật, phía dưới rất nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn lần đừng đi. Doanh Mục gắt gao nhìn Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, sau đó nói. Chờ lấy được bảo vật kia, lại tới thu thập các ngươi. Dương Diệp cả giận nói. Các ngươi những ngu xuẩn này, phía dưới thật không có bảo vật, ta không có lừa ngươi, ta có thể thề. Doanh Mục lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Tin ngươi, chúng ta mới là ngu xuẩn. Nói xong, hắn cùng mọi người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Sau khi đám người Doanh Mục rời đi, Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y, lúc này Khô Trúc Y đang nhìn hắn, chẳng qua ánh mắt có chút quái dị. Dương Diệp giang tay trái ra. Ngươi cũng thấy đấy, ta không có lừa gạt bọn họ. Ai, đáng tiếc bọn họ không tin ta. Không nên xuống dưới A. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Sáo lộ của ngươi rất sâu. Dương Diệp, bọn họ sẽ chết sao, Khô Trúc Y nói. Dương Diệp nhún vai. Ai biết được, đúng rồi, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Kỳ thật chỉ cần nữ tử áo đỏ kia không tìm hắn phiền toái, ở trong thành này, hắn vẫn rất an toàn. Nhưng trong thành này không chỉ có nữ tử áo đỏ. Còn có những nhân loại khác, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn không muốn phiền toái. Khô Trúc Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Cứ như vậy, hai người đi ra đại điện, ngay thời điểm hai người muốn ra khỏi thành, đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, đằng sau lại liên tục vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có một tiếng kêu thảm thiết hai người rất quen thuộc, đúng là của Doanh Mục. Bên người Dương Diệp. Khô Trúc Y lắc đầu. Không nghĩ tới đường đường Doanh gia thế tử, cường giả thứ hai ngân hà bảng, vậy mà dùng loại phương thức này chết đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cho nên nói, việc này nói cho chúng ta biết một đạo lý, đầu óc là đồ tốt, phải tùy thời mang theo. Khô Trúc Y lạnh nhạt nói. Bọn họ không phải không muốn mang, mà là căn bản không có. Dương Diệp nhìn Khô Trúc Y giơ ngón tay cái lên. Thật thâm thúy. Đi thôi. Khô Trúc Y nói xong, đi đến xa xa. Dương Diệp nhún vai đi theo. Một ngày sau, sáng sớm, toàn bộ Tu Du Sơn đột nhiên run lên, tốc độ Tu Du Sơn rung rẩy càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, phảng phất như địa chấn. Trong Tu Du Sơn, vô số nhân loại kinh hãi. Mà cường giả bát đại thế gia canh giữ ở ngoài Tu Du Sơn cũng kinh hãi, không biết Tu Du Sơn đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, Tu Du Sơn run động gần một giờ. Đột nhiên từng tiếng nổ kinh thiên vang lên ở trên không Tu Du Sơn, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, trên không Tu Du Sơn đột nhiên hạ xuống vô số mảnh vỡ năng lượng. Trận pháp phá.
ở lối ra Tu Du Sơn. Dương Diệp nhìn Khô Trúc Y. Khô cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Ngươi cẩn thận một chút, theo ta được đến tin tức, Dương gia có vẻ đang mưu kế hoạch gì đó, một kế hoạch rất lớn nhằm vào ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Ngươi nhận ra ta. Khô Trúc Y lạnh nhạt nói. Đã sớm nhận ra. Làm sao nhận ra? Dương Diệp khó hiểu. Khô Trúc Y nói. Rất nhiều nghi điểm, ví dụ như, lực lượng thân thể, ví dụ như ngươi là kiếm tu, ví dụ như ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, còn có tác phong vô sỉ của ngươi nữa. Dương Diệp. Khô Trúc Y nói khẽ. Tuy ngươi kỳ tài ngút trời, nhưng hiện tại Dương gia và ngươi đã không có chỗ chống hỏa hoãn. Loại tình huống này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi mới vừa nói, bọn họ đang làm kế hoạch gì đó. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Cụ thể ta không biết, nhưng đây tuyệt đối là nhằm vào ngươi. Bởi vì Dương gia gia chủ tự mình đến Khô gia ta, mục đích của hắn là muốn Khô gia tương trợ, về phần Khô gia ta có đáp ứng hay không, ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Vốn loại chuyện này, Khô gia ta hẳn sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng lần này, Dương Tiêu ở Khô gia chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, nói cách khác, cho dù Khô gia ta không đáp ứng, nhưng có lẽ cũng không cự tuyệt. Hơn nữa, Dương gia khả năng tìm không chỉ Khô gia. Dương Diệp lắc đầu. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó tay trái vung lên. Lúc trước Tiểu Bạch lừa dối được hồn thụ lập tức xuất hiện ở trước mặt Khô Trúc Y. Vật ấy, là lúc trước Tiểu Bạch lừa dối đến, hiện tại xem như vật quy nguyên chủ. Nói xong, hắn không nói chuyện, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Khô Trúc Y nhìn hồn thụ hồi lâu, sau đó tay phải vung lên, thu nó vào. Sau khi Khô Trúc Y đi ra, một lão giả Khô gia lập tức đi tới trước mặt nàng nói. Nhà đầu. Trong Tu Du Sơn đã xảy ra chuyện gì? Khô Trúc Y khẽ lắc đầu. Ngũ thúc, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Có ý tứ gì? Lão giả cau mày nói. Khô Trúc Y trầm giọng nói. Bên trong có một vị cổ tu giả còn sống, nghe vậy, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người Khô gia đều đi ra Tu Du Sơn. Tuy thế gia còn lại không rõ vì cái gì ồ Khô gia đột nhiên rời khỏi. Buông tha Tu Du Sơn, nhưng đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Khô gia rời khỏi, liền ý nghĩa Khô gia từ CBO Tu Du Sơn, thiếu một cái Khô gia, bọn họ tự nhiên có thể từ trong Tu Du Sơn đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Dương Diệp rời khỏi Tu Du Sơn, giấu ở trong hư không, ngay sau đó hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, hắn lấy được hộp kiếm kia, trong đó ẩn chứa một bộ kiếm trận, mà kiếm trận kia. Hắn tra nhìn một chút, uy lực cực lớn, tuyệt đối vượt xa Ngân Hà kiếm đồ. Kiếm kỹ của hắn đều là sâu lâu, quần công chỉ có Ngân Hà kiếm đồ, mà Ngân Hà kiếm đồ đối với cường giả chân cảnh đã không có uy hiếp quá lớn gì. Yên diệt. Hạch tâm kiếm trận này chính là chữ diệt, thời điểm giết người, trong lòng không thể có thiện niệm, phải làm được tâm ngoan thủ lạt, điểm này, hắn ngược lại không có vấn đề, lúc giết địch nhân, hắn chưa bao giờ có thương cảm. Ngoại trừ luyện bộ kiếm trận kia, Dương Diệp còn luyện một chiêu, chiêu này xem như hắn tự nghĩ ra. Ngự kiếm thuật. Kỳ thật bất luận kiếm tu nào cũng luyện chiêu này, nhưng có thể chân chính dùng tốt lại ít càng thêm ít. Mà bây giờ, hắn chính là muốn lần nữa tu luyện chiêu này. Ngự kiếm thuật. Dùng tâm ngự kiếm, chỗ tâm nghĩ, chỗ kiếm đến. Hắn muốn dùng tâm khống chế 6 thanh kiếm, cái này ý nghĩa cần nhất tâm lục dụng. Không thể không nói, đây là một việc cực kỳ khó khăn. Mới đầu, hắn dùng tâm khống chế 6 thanh kiếm, kia có thể nói cực kỳ loạn. Nhưng hắn không có buông bỏ, mà chậm rãi đến. Từng chút luyện. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp lần nữa mở ra hình thức tu luyện điên cuồng. Luyện luyện luyện, càng luyện Dương Diệp càng hưng phấn. Mới đầu nhất tâm đa dụng, chỉ là một ý nghĩ của hắn, nhưng hắn luyện luyện lại phát hiện, nếu như hắn thật sự luyện thành. Đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Một khi luyện thành, hắn cùng với người giao thủ, nhất tâm lục dụng, cái này ý nghĩa đối phương đối mặt 6 cái hắn. Đương nhiên, 6 thanh kiếm kia không có khả năng thật sự tương đương 6 cái hắn,
nhưng nếu như hắn thật sự luyện thành, sau đó dung hợp lực lượng pháp tắc vào, ở trên lực lượng, có lẽ không mạnh như bản thân của hắn sử dụng kiếm, nhưng ở trên tốc độ, đây tuyệt đối là sẽ không chậm bao nhiêu. Luyện. Nhắm vào trong chết luyện. Tu luyện không có đường tắt, chỉ có khổ luyện, quen tay hay việc, những lời này không phải nói vui đùa. Đáng giá nhắc tới là, thời điểm hắn điên cuồng tu luyện, Tiểu Bạch cũng ôm kiếm gỗ đi tới trong phòng tu luyện, nàng không có quấy rầy Dương Diệp, mà bắt đầu học Dương Diệp luyện kiếm. Nàng chính là bắt chước, Dương Diệp làm như thế nào, nàng liền học như thế đó. Đến cuối cùng nàng vậy mà không cần vung tiểu chảo cũng có thể làm cho kiếm gỗ bay tới bay lui. Đương nhiên, cái này chủ yếu là công lao của kiếm gỗ có tư tưởng của mình, nó hoàn toàn phối hợp Tiểu Bạch, cho nên Tiểu Bạch không thể xem như dùng tâm ngự kiếm. Đương nhiên, hiệu quả còn tốt hơn Dương Diệp dùng tâm ngự kiếm. Bởi vì chỉ cần nàng nghĩ, kiếm gỗ biết nên làm như thế nào. Tiểu Bạch đương nhiên là tưởng rằng nàng học được ngự kiếm thuật của Dương Diệp, cực kỳ cao hứng. Sau đó ôm kiếm gỗ đi tìm cùng kỳ sâu lâu. Không biết khi nào thì bắt đầu, Tiểu Bạch học được thực chiến diễn luyện, mà đối tượng chính là cùng kỳ. Đối với cái này, cùng kỳ đau cả đầu. Tiểu Bạch khẳng định là không tạo được uy hiếp gì. Nhưng kiếm gỗ có thể a. Mặc dù hắn rất có lòng tin với phòng ngự của mình, nhưng hắn không dám đi ngạnh kháng kiếm gỗ kia. Tuy như thế, nhưng hắn không có cự tuyệt Tiểu Bạch, đương nhiên có cự tuyệt cũng không được. Bởi vì mỗi lần Tiểu Bạch tìm hắn, đều không có chào hỏi, trực tiếp ôm kiếm bổ tới. Nhưng Tiểu Bạch cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần luyện kiếm xong, đều cho cùng kỳ 10 viên đá năng lượng xem như thù lao. Mà mỗi lần cùng kỳ nhìn 10 viên đá năng lượng kia, đều dở khóc dở cười. Cứ như vậy, đảo mắt một tháng trôi qua. Tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng ở trên một tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, cả người tựa như nhập định. Qua không sai biệt lắm 10 hơi thở, đột nhiên hắn mở mắt. Ông! 6 tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, 6 thanh kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn, dùng Dương Diệp làm trung tâm, 6 thanh kiếm vòng quanh hắn. Mà đúng lúc này, 6 thanh kiếm đột nhiên động. Có kiếm đâm, có kiếm bổ, có kiếm thì chọc, tóm lại, mỗi một chuôi kiếm động tác đều không giống nhau. Một màn này, giống như có 6 người đang luyện kiếm. Một lát sau, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, 6 thanh kiếm kia toàn bộ về tới trước mặt hắn. Nhìn 6 thanh kiếm trước mặt, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, 6 thanh kiếm này, không những công, còn có thể thủ, có 6 thanh kiếm này. Cho dù hắn bị 10 chân cảnh vây công, cũng có thể toàn thân trở ra. Còn có Yên Diệt kiếm trận. Có thể nói, hiện tại đến 10 chân cảnh tam đoạn, hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể ngược sát. Đúng lúc này, Dương Diệp cau mày, sau một khắc, hắn về tới hiện thực, quyển trục Dương Liêm Xương cho hắn xuất hiện ở trước mặt. Phía trên có mấy chữ, khi thấy mấy chữ này, tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Bởi vì hai lão tổ của Dương gia có một cái xuất quan. Đối phương là vì hắn xuất quan. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Dương gia lão tổ xuất quan rồi. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc. Hắn không biết chân cảnh lục đoạn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết thực lực của chân cảnh tử đoạn, mà chân cảnh tử đoạn hắn cũng đã rất khó đánh chết. Về phần chân cảnh lục đoạn. Nhưng mà khá tốt, đối phương không hoàn toàn vì hắn xuất quan. Trên quyển trục, Dương Liêm Xương còn lưu lại tin tức khác. Ở trong thời gian hắn bế quan tu luyện, Tu Du Sơn xảy ra một đại sự, chính là chút ít đệ tử thế gia lúc trước đi vào, chỉ ít ỏi mấy người trốn thoát, người còn lại, toàn bộ đã chết ở bên trong. Vì thế, bát đại thế gia phái ra cường giả chân cảnh tiến vào Tu Du Sơn, nhưng không đến một phút đồng hồ, bát đại thế gia phái đi những chân cảnh kia, thi thể bị ném ra ngoài, một khắc này, sắc mặt của bát đại thế gia có chút khó coi. Chuẩn xác mà nói là thất đại thế gia, bởi vì Khô gia không có tham dự, mà vì cái gì Khô gia không tham dự, Khô gia không nói, chính là không tham dự. Thất đại thế gia còn lại không có buông tha Tu Du Sơn, vì có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như vì bảo vật, vì truyền thừa, đương nhiên, trọng yếu hơn là, ở Trung Thiên Vũ Trụ, bọn họ không cho phép có thế lực nào đến uy hiếp địa vị bá chủ của bọn họ. Trung Thiên Vũ Trụ, bát đại thế gia duy ngã độc tôn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực khác đến uy hiếp địa vị của bọn hắn, nếu có, vậy thì tiêu diệt. Mà Khô gia, là vì đã biết tình huống trong Tu Du Sơn, biết rõ bên trong có một vị cổ tu giả cường đại cùng vô số hủ thi thần bí.
bằng không thì, Khô gia cũng sẽ tham dự trong đó. Trừ Khô gia, thất đại thế gia còn lại đều phái cường giả tiến về Tu Du Sơn, lúc này đây, thất đại thế gia trọn vẹn gom góp ra chừng 30 cường giả chân cảnh, mỗi cường giả chân cảnh thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn. Mà dẫn đầu càng là một chân cảnh ngũ đoạn. Nhưng cường giả thất đại thế gia không có ra tay, chỉ bao vây Tu Du Sơn lại, như đang chờ đợi gì đó. Mà trong Tu Du Sơn, cũng cực kỳ bình tĩnh, không có động tĩnh gì. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định đi Tu Du Sơn. Hiện tại hắn bất kể là cảnh giới, hay lĩnh ngộ kiếm kỹ, đã đạt đến cực hạn của bản thân, cho dù tu luyện, cũng rất khó có tăng lên càng lớn. Hiện tại hắn thiếu chính là thực chiến, hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ có thực chiến, sinh tử thực chiến, mới có thể cho hắn biết bản thân chưa đủ cùng nâng cao chính mình. Mà đi Tu Du Sơn, hắn chính là đi tìm Dương gia phiền toái. Chờ, không phải phong cách của hắn, hắn thích chủ động xuất kích. Hắn sẽ không chính diện ngạnh kháng Dương gia, hắn đáng sợ nhất không phải chính diện cùng người giao thủ, mà là ám sát. Dùng tốc độ cùng năng lực quỷ dị của hắn, nếu như hắn chơi ám sát, đây tuyệt đối là ác mộng của Dương gia. Mà bây giờ, một bộ phận tinh lực của Dương gia chuyển rời đến Tu Du Sơn, đúng là cơ hội tốt của hắn. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhìn thực lực của chút ít thế gia kia, còn có thực lực của nữ tử áo đỏ. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới Tu Du Sơn. Giờ phút này Tu Du Sơn bình tĩnh như trước, nhưng ở bốn phía Tu Du Sơn, Dương Diệp cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại. Như Dương Liêm Sương nói, những cái này toàn bộ đều là cường giả chân cảnh tam đoạn trở lên. Đúng lúc này, ở phía chân trời Tu Du Sơn, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc bạc, khí tức của lão giả thâm trầm như biển, tuy cách Dương Diệp rất xa, nhưng Dương Diệp y nguyên cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Dương Diệp biết rõ, đây chính là người Doanh gia Doanh Long, chân cảnh ngũ đoạn. Sau khi lão giả tóc bạc kia xuất hiện, sau lưng hắn theo sát xuất hiện hơn 30 lão giả. Những lão giả này, đúng là cường giả chân cảnh của thất đại thế gia. Phía chân trời, lão giả tóc bạc nhìn lướt qua Tu Du Sơn, sau đó lạnh nhạt nói. Các hạ, đi ra gặp đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, một đạo hồng mang đột nhiên từ trong Tu Du Sơn phóng lên trời. Ngay sau đó, nữ tử áo đỏ kia xuất hiện. Lão giả tóc bạc nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Các hạ chính là tu hành giả thời kỳ viễn cổ. Các hạ chính là tu hành giả thời kỳ viễn cổ. Nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua đám người lão giả tóc bạc, sau đó nói. Hiện tại lăn, còn kịp. Lão giả tóc bạc lạnh nhạt nói. Các hạ rất tự tin. Nữ tử áo đỏ không nói gì, tay phải nàng đột nhiên vung lên, trong chốc lát. Một dây lưng lụa màu đỏ từ trong ống tay áo bắn ra. Thấy nữ tử áo đỏ trực tiếp ra tay, trong mắt lão giả tóc bạc hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, sau một khắc, hắn bước ra một bước, oanh ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, lão giả tóc bạc bị đẩy lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả mọi người trong tràng đều thay đổi. Xa xa, lão giả tóc bạc kia nhìn tay của mình, thoáng qua. Đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cả cánh tay của hắn biến mất. Lão giả ngẩng đầu nhìn nữ tử. Đây là lực lượng gì? Trong thanh âm tràn đầy kiêng kỵ. Nữ tử áo đỏ không nói gì, cả người nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả đại biến. Cẩn thận! Mà lúc này, toàn bộ phía chân trời đột nhiên biến thành huyết hồng, đây không phải máu, mà là một tấm vải đỏ cực lớn. Tấm vải đỏ này, bao phủ cả chân trời. Ngay sau đó, từng bóng người màu máu từ trong vải đỏ thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đều là bóng người màu máu. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rút lui. Lúc này, phía chân trời vang lên âm thanh của lão giả tóc bạc, theo âm thanh của lão giả vang lên, cường giả của bát đại thế gia dồn dập bỏ chạy, những cường giả chân cảnh này chạy trốn tốc độ còn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân. Trời! Nhưng Dương Diệp lại phát hiện, vừa rồi không đến năm hơi, ít nhất chết hơn 10 cường giả chân cảnh. Nói cách khác, ngay từ đầu, bên bát đại thế gia liền tổn thất không sai biệt lắm gần một nửa người. Dương Diệp lau mồ hôi lạnh, thực lực của nữ tử áo đỏ này, không phải mạnh bình thường a. Lúc này, phía chân trời đột nhiên khôi phục bình thường, toàn bộ chân trời chỉ còn lại có nữ tử áo đỏ. Dương Diệp muốn ly khai, nhưng lúc này... Nữ tử áo đỏ lại đột nhiên nhìn về phía hắn.
Thân thể Dương Diệp cứng đờ, thoáng qua, hắn từ chỗ tối đi ra, sau đó nhìn nữ tử áo đỏ vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Biết không, vừa rồi ở trong nháy mắt đó, ta thiếu chút nữa liền muốn động thủ giết ngươi. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói. Vì sao? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Bởi vì trên người ngươi có rất nhiều bảo vật, ví dụ như vật kia trong cơ thể ngươi, ví dụ như kiếm gỗ, ví dụ như cánh tay này, chỉ cần đạt được một kiện, đều làm cho thực lực của ta đạt tới một độ cao mới. Vậy vì sao ngươi không ra tay? Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, sau đó nhẹ nhẹ chỉ lồng ngực Dương Diệp. Mặc dù những bảo vật kia của ngươi tốt, nhưng nếu ta cưỡng đoạt, sẽ nhiễm quá nhiều nhân quả, có nhiều thứ, có thể muốn, nhưng có đồ vật, không thể nhận. Dương Diệp trầm giọng nói. Nhân quả gì? Nữ tử áo đỏ nói. Ngươi muốn ăn cơm, phải đi kiếm tiền, mà muốn kiếm tiền, phải làm việc. Cái này là nhân quả. Nếu như ta cưỡng đoạt đồ đạc của ngươi, ta sẽ bị bức bách cuốn vào một ít sự tình ta không muốn cuốn vào. Hiểu chưa? Dương Diệp nói. Theo ý của ngươi, ta đã quấn vào một vài sự tình. Bằng không thì ngươi nghĩ như thế nào? Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Ngươi đời này, muốn bình thản, kia là không thể nào. Trừ khi ngươi có được thực lực tuyệt đối, hoặc ngươi buông thả những vật kia, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì nếu như ngươi buông tha, ngươi chết sẽ càng nhanh hơn. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này nói rất có lý. Sau khi hắn có Hồng Mông Tháp, đích thực quấn vào quá nhiều chuyện. Về phần kiếm gỗ, hắn cũng không quên, phải đi bí tông gì đó. Không cần phải nói, đây là nhân quả của kiếm gỗ. Mà cánh tay chiến thần, tuy hiện tại không có việc gì, nhưng dự tính khả năng cũng sẽ có dự tình. Như thế nào, sợ? Lúc này nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Sợ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta không thích phiền toái, nhưng sẽ không sợ phiền toái. Ta không biết nhân quả hay không nhân quả gì, ta chỉ biết, có phiền toái, liền dùng kiếm đến giải quyết, kiếm không giải quyết được. Vậy thì chạy. Chạy. Khóe mắt nữ tử áo đỏ hơi nhảy, nàng lắc đầu. Về sau không có việc gì, đừng đến chỗ này mò mẫm đi dạo, bởi vì ta sợ ta sẽ nhịn không được giải quyết ngươi. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, sau đó muốn ly khai, nhưng lúc này, đột nhiên hắn nhướng mày, tay trái lật ra, Dương Liêm Xương cho hắn quyển trục xuất hiện. Khi thấy nội dung phía trên, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Dương gia đang dùng tất cả lực lượng siêu tầm tung tích của hắn. Dương gia bắt đầu tìm hắn rồi. Lúc này đây, Dương gia là chuẩn bị chơi thật. Còn có một việc, chính là Dương Liêm Xương bị nhốt. Dương gia nhốt Dương Liêm Xương, mà tin tức này, là tin tức cuối cùng Dương Liêm Xương phát ra. Dương gia bắt đầu cùng một chỗ hạ thủ với hắn và Dương Liêm Xương. Tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc, qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, đột nhiên hắn khẽ nở nụ cười. Không cần các ngươi tìm, ta tự mình đến. Nói xong, thân hình của hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà phương hướng hắn đi, là Dương gia. Dương gia. Dương Diệp không muốn trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh. Hắn cùng với Dương gia, nhất định phải có một cái hoàn toàn chấm dứt. Mà nếu như hắn chờ Dương gia đến tìm hắn, vậy hắn liền mất đi quyền chủ động, chỉ có thể bị động bị Dương gia đuổi giết. Cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích. Đương nhiên, hắn sẽ không đi chính diện đối kháng Dương gia. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, còn có không gian pháp tắc và tốc chi pháp tắc, chỉ cần hắn muốn ẩn tàng, muốn chạy trốn, cho dù chân cảnh lục đoạn cũng khó tìm được hắn. Thiên hư đại lục. Tuy thiên cơ thành bị lục đinh thần hỏa thiêu hủy, nhưng Dương gia lại ở trong mấy tháng ngắn ngủi xây lại thiên cơ thành. Dùng thực lực của Dương gia, muốn ở trong thời gian ngắn tạo ra một thành trì, cũng không phải việc khó gì. Giờ phút này thiên cơ thành, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Quét sạch. Sau khi Dương gia lão tổ xuất quan, lập tức bắt đầu chỉnh đốn Dương gia. Mà Dương Liêm Xương với tư cách nhân vật phản nghịch Dương gia cùng với người đi theo nàng, toàn bộ bị bắt lại. Trừ cái đó ra. Dương gia vận dụng tất cả lực lượng bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. So sánh với Dương Liêm Xương,
Dương Diệp mới là họa lớn trong lòng Dương gia. Dương Liêm Sương dù sao chỉ là muốn làm gia chủ, mà không phải muốn phá vỡ Dương gia. Dương Diệp thì không giống, nếu để cho Dương Diệp lớn lên, ngày sau hắn nhất định sẽ phá vỡ Dương gia. Dương Diệp phải chết. Điểm này, đối với Dương gia mà nói, đã không có bất luận chỗ chống hòa hoãn gì. Đến loại tình trạng này, cùng Dương Diệp giảng hòa, để Dương Diệp về Dương gia, loại ý nghĩ này nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn họ sẽ không để cho Dương Diệp về Dương gia, lại càng không dám để cho Dương Diệp về Dương gia. Dương Diệp hiện tại, Dương gia cũng đã sắp không áp chế nổi. Một khi hắn chân chính lớn lên, khi đó hắn thu về tính sổ, ai có thể ngăn hắn. Bây giờ đối với Dương gia mà nói, bọn họ đã không có lựa chọn. Sáng sớm, thời điểm chân trời sắp xuất hiện tia ngân quang đầu tiên, một bóng đen lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thiên cơ thành. Bóng đen này dĩ nhiên là Dương Diệp. Ở trong rừng rậm thế tục, mãnh hổ có khi không phải đáng sợ nhất là độc xà ẩn núp trong bóng tối. Loại độc xà này, nó ẩn núp trong bóng tối, sau đó chờ ngươi đi qua bên người, cho ngươi một kích chí mạng. Mà hiện tại Dương Diệp chính là muốn làm độc xà. Chính diện không được, cũng chỉ có thể chơi âm. Mà lúc này mục đích hàng đầu của Dương Diệp là trước cứu Dương Liêm Sương, chỉ cần cứu Dương Liêm Sương ra, hắn sẽ được nhiều giúp đỡ. Cho nên giết người là thứ yếu, cứu người là chủ yếu. Phượng Tiên Các. Trong một gian phòng, một nữ tử ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ tu luyện. Nữ tử này, đúng là cô Dương Huyên của Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên mở mắt. Ai? Thoáng qua, một nam tử áo đen xuất hiện ở đối diện Dương Huyên, nam tử áo đen này, dĩ nhiên là Dương Diệp. Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Còn về làm gì? Hiển nhiên, nàng nhận ra Dương Diệp. Dương Diệp nói. Không nên nói nhảm, Dương Liêm Sương ở đâu? Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dùng thực lực của ngươi, nếu muốn trốn, Dương gia căn bản không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi trở về, ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể đối kháng Dương gia? Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Dương Liêm Sương ở đâu? Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thiên Lao, chỗ đó là địa phương giam giữ người phạm sai lầm lớn của Dương gia. Đi như thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên khẽ lắc đầu. Ngươi không cứu được nàng, nàng cũng không cần ngươi cứu, nghe ta một câu, hiện tại ly khai Thiên Hư Đại Lục, sau đó rời đi hệ Ngân Hà, đừng lẫn vào vũng nước đục của Dương gia. Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Ở thời điểm ngươi đi tìm ta, vũng nước đục Dương gia này, ta đã không cách nào rút ra khỏi. Nếu ngươi quả thật muốn giúp ta, vậy thì nói cho ta biết Thiên Lao ở nơi nào. Về phần còn lại thì đừng nhiều lời, bởi vì kia đã không có ý nghĩa. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra, một đám hào quang biến mất vào trong đầu Dương Diệp. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp nhiều thêm một ít tin tức, những tin tức này, đúng là vị trí Thiên Lao. Đa tạ. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi, mà lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Quỷ mới biết. Dương Diệp nói xong, người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Huyên trầm mặc. Thiên Lao ở lòng đất dưới thiên cơ thành ngàn trượng, xem như cấm địa thứ nhất của Dương gia, bởi vì chỗ đó, giam giữ đều là trọng phạm của Dương gia. Những người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ bị giam giữ đến chết. Dựa theo Dương Huyên cho lộ tuyến, Dương Diệp lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Thiên Lao. Thiên Lao phân 3 tầng, mỗi một tầng đều có một trận pháp, nhưng trận pháp này đối với Dương Diệp mà nói, không có tác dụng gì. Địa phương Dương Liêm Sương bị giam giữ, chính là tầng thứ 3. Trên đường đi, Dương Diệp phát hiện, bị giam giữ ở cái này Thiên Lao những người kia, thực lực vậy mà cũng không tệ, thấp nhất cũng là chí cảnh. Nhưng không có nhiều người, tầng thứ nhất giam giữ không đến 10 người, mà tầng thứ 2 thì càng ít, chỉ 4 người. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tầng thứ 3. Ở trong tầng thứ 3, chỉ có 2 người, một nam tử trung niên lôi thôi, còn có Dương Liêm Sương. Thời điểm hắn tiến vào tầng thứ 3, trung niên lôi thôi cùng Dương Liêm Sương đồng thời mở mắt. Ngươi đã đến rồi. Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Liêm Sương, ở dưới chân Dương Liêm Sương, Dương Diệp phát hiện một lồng sáng màu đen. Không chỉ Dương Liêm Sương, dưới chân trung niên kia cũng có lồng sáng màu đen.
Cấm linh trận. Dương Liêm Sương nói. Có thể giam cầm linh khí, để người mất đi tu vi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hắn nhìn Dương Liêm Sương. Vì cái gì? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xem ra ngươi đã phát hiện. Theo Dương Liêm Sương nói xong, dưới chân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một lồng sáng màu đen. Trong chốc lát, Dương Diệp cảm giác huyền khí trong cơ thể mình yên lặng xuống, mặc hắn điều động như thế nào cũng không được. Lúc này, không gian đột nhiên rung rung, ngay sau đó, mười mấy người xuất hiện, mà cầm đầu đúng là Dương gia gia chủ Dương Tiêu. Đây là một cái cục. Kỳ thật, sau khi tiến vào tầng thứ ba, Dương Diệp đã cảm giác không được bình thường. Bởi vì một đường đi đến, hắn không có gặp được trở ngại gì. Thử hỏi, địa phương giam giữ cường giả Dương gia, làm sao có thể đơn giản như vậy? Một khắc này, hắn muốn rút lui, nhưng không còn kịp rồi. Bởi vì Dương Liêm Sương đã phát hiện hắn. Mà quả nhiên, đây là một cái cục nhằm vào hắn. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Dương Diệp, chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi. Dương Diệp không có để ý Dương Tiêu, mà nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì cái gì? Hắn có một điểm không rõ, chính là tại sao Dương Liêm Sương muốn phối hợp Dương gia lừa hắn. Tại sao tới cứu ta? Dương Liêm Sương hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Những cái này đều không có ý nghĩa. Ta có một điểm không rõ tại sao ngươi lại giúp Dương gia, có thể vì ta giải thích nghi hoặc không? Ta giải thích nghi hoặc cho ngươi. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói. Bởi vì hiện tại nàng đã là Dương gia thế tử, hiểu chưa? Dương gia thế tử. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, giờ khắc này, hắn toàn bộ đều minh bạch. Nguyên lai, Dương gia đã thỏa hiệp với Dương Liêm Sương, mà Dương Liêm Sương cũng thỏa hiệp với Dương gia. Hiện tại, Dương Liêm Sương cùng Dương gia là một bọn. Lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Diệp, kỳ thật ngươi là một nhân tài, nếu như không phải vì phụ thân ngươi năm đó. Ngươi nhất định là đối tượng Dương gia ta trọng điểm bồi dưỡng, cũng tuyệt đối là gia chủ kế tiếp của Dương gia ta. Đáng tiếc. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn lướt qua đám người Dương Tiêu. Đội hình không nhỏ, nhưng chỉ vài chân cảnh này, muốn giết ta, còn giống như không đủ. Dương gia lão tổ đâu? Hắn không có xuất quan. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Bất quá là một tin hỏa mù, loại người như bọn họ. Chỉ có thời điểm Dương gia sinh tử tồn vong mới xuất quan. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương nói. Nói như vậy, mục đích của ngươi chính là dẫn ta tới đây. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Diệp, ta có một vấn đề, năm đó phụ thân ngươi bị lưu đày, chúng ta đều cho là hắn đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không có vẫn lạc, đã không có vẫn lạc, vậy hắn ở nơi nào? Phụ thân Dương Diệp. Mọi người ở đây đều nhìn về phía Dương Diệp, phụ thân của Dương Diệp ban đầu ở Dương gia, chính là tồn tại giống như thần. Như thế nào, các ngươi muốn đi giết hắn? Dương Diệp cười nói. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Chỉ là hỏi mà thôi. Dương Diệp nhún vai, không có nói chuyện, sau một khắc, hồng mông tháp trong cơ thể hắn run lên kịch liệt, trong chốc lát, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức kích động. Sau khi huyền khí có thể dùng, một đạo kiếm quang lóe lên. Trong chốc lát, lồng sáng màu đen dưới chân Dương Diệp ầm ầm tiêu tán. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Trận pháp này, không được tốt lắm a. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Quả nhiên, trận pháp này ép không được ngươi. Nhưng mà không sao, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, vách tường xung quanh đột nhiên rung rung. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng bắn về phía Dương Diệp. Khi nhìn thấy những chùm tia sáng này, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng, để hắn cảm thấy nguy hiểm. Tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, kiếm ra, chùm tia sáng ầm ầm vỡ vụn, nhưng hắn lại bị chấn liên tục lùi lại. Ngay sau đó, vô số chùm tia sáng đi tới trước mặt hắn, làm cho hắn căn bản không cách nào đào tẩu. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nhìn về phía Dương Liêm Sương. Giết hắn đi, ngươi chính là Dương gia thế tử, cũng là Dương gia gia chủ kế tiếp. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau một khắc, phượng trảo trên cổ nàng đột nhiên nhúc nhích, thoáng qua, Dương Liêm Sương biến mất ngay tại chỗ. Nhưng nàng không có phóng về phía Dương Diệp, mà xuất hiện ở trước mặt Dương Tiêu, trong chốc lát,
một tia chớp màu đen trực tiếp bổ về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu biến sắc, tay trái vội vàng oanh ra một quyền. Theo một tiếng nổ vang, Dương Tiêu bị chấn liên tục lùi lại, thẳng đến thối lui đến trên vách tường, hắn mới dừng được. Lúc này, Dương Liêm Sương chậm rãi đi về phía đám người Dương Tiêu. Dương gia, là nên thay đổi triều đại. Một màn này, phát sinh quá đột ngột, thế cho nên rất nhiều người còn có chút mộng. Kể cả Dương Diệp đang ngăn cản chùm tia sáng. Dương Liêm Sương đột nhiên ra tay với đám người Dương Tiêu. Nàng đang giở trò quỷ gì? Lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện mấy chục tia chớp, những tia chớp này trực tiếp đánh vào vách tường hai bên Dương Diệp. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thiên lao ầm ầm vỡ vụn. Thiên lao vỡ vụn, những người ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng không có đào tẩu, mà toàn bộ đi tới trước mặt Dương Liêm Sương, nhìn Dương Liêm Sương thi lễ một cái. Ra mắt chủ thượng, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, những người kia lập tức đi tới phía sau nàng. Dương Liêm Sương, người có ý tứ gì? Lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì? Dương Tiêu, người cho rằng Dương Liêm Sương TCA là đứa nhóc 3 tuổi. Giết Dương Diệp, để cho ta làm Dương gia thế tử. Nếu như ta không đoán sai, sau khi diệt trừ Dương Diệp, các người muốn diệt trừ Tê Kiếp chính là ta. Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Lúc này, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Người có thể tới cứu ta, để cho ta thật bất ngờ. Vốn ta nghĩ người sau khi biết được chân cảnh lục đoạn của Dương gia xuất hiện, sẽ chọn trốn rất xa, nhưng người không làm như vậy, không chỉ không trốn, ngược lại còn tới Dương gia cứu ta. Thật bất ngờ, nhưng mà cũng tốt, người đã đến, chúng ta liền cùng một chỗ chấm dứt Dương gia. Dương Liêm Sương, người đây là muốn tạo phản sao? Lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Tiêu. Người nói không sai, ta chính là muốn tạo phản. Nói xong, tay phải nàng vung lên, lập tức. Trong mười mấy người sau lưng Dương Tiêu, có bảy lão giả đi tới phía sau nàng, cùng lúc đó, toàn bộ thiên cơ thành đột nhiên rung rung, vô số nhân ảnh từ các nơi trong thành lướt đến, cuối cùng những người này toàn bộ đi tới sau lưng Dương Liêm Sương. Khoảng chừng mấy ngàn người, mà trong đó, cường giả chân cảnh thậm chí có 7 vị, chân cảnh tứ đoạn có 1 vị, chân cảnh tam đoạn có 2 vị, còn lại đều là chân cảnh nhất đoạn cùng chân cảnh nhị đoạn. Trừ cái đó ra, những người còn lại kia, phần lớn đều là trí cảnh. Những người này, toàn bộ đều là người ủng hộ Dương Liêm Sương, cũng là tất cả tâm phúc của Dương Liêm Sương ở Dương gia. Đáng giá nhắc tới là, Dương Huyên cũng ở sau lưng Dương Liêm Sương. Giờ phút này, Dương gia phân làm hai phe cánh. Trong tràng, Dương Tiêu nhìn lướt qua mọi người sau lưng Dương Liêm Sương, lạnh giọng nói. Như thế nào, các ngươi đều muốn đi theo nàng tạo phản. Lúc này, một lão giả ở sau lưng Dương Liêm Sương đứng ra, hắn nhìn Dương Tiêu, sau đó nói. Gia chủ, Liêm Sương chính là tuyệt thế yêu nghiệt của Dương gia ta, có nàng nắm giữ Dương gia ta nhất định phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, mời ngươi thoái vị đi. Mời gia chủ thoái vị. Sau lưng Dương Liêm Sương, vô số người cùng kêu lên nói. Bức vua thoái vị. Xa xa, thần sắc của Dương Tiêu bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Liêm Sương. Không thể không nói, ngươi không chỉ có thực lực rất mạnh, tâm cơ còn rất sâu. Nói thật, nếu như ngươi không bức vua thoái vị, ta cũng không biết, Dương gia ta có nhiều người ủng hộ ngươi như vậy. Dương Liêm Sương nhìn Dương Tiêu. Ta cảm thấy ta so với ngươi thích hợp làm gia chủ hơn, tự động thoái vị, ta có thể buông tha nhất mạch của ngươi, nếu như ngươi muốn phản kháng, tin tưởng ta, ngươi cùng những người sau lưng ngươi, một cái cũng sống không được. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Chúng ta chết hết, cho dù ngươi đạt được Dương gia, cũng là một Dương gia không trọn vẹn. Dương Diệp Liêm Sương bước ra một bước, sau đó nói. Chỉ cần có ta, Dương gia sẽ hưng thịnh. Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu, sau đó nói. Dương gia, trước kia chưa từng có nữ tử làm gia chủ, về sau cũng sẽ không có. Hai mắt Dương Liêm Sương chậm rãi nhắm lại. Đã ngươi không muốn chính mình thoái vị, vậy thì đi chết đi. Nói xong, cả người nàng biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm nàng biến mất, một đạo điện quang lấp lóe thoáng qua. Oanh! Dương Tiêu bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, mà lúc này, tay phải Dương Liêm Sương đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Đùng!
phía chân trời đột nhiên phong vân biến sắc, ngay sau đó, một lôi trì cực lớn xuất hiện ở trên không Thiên Cơ Thành, cùng lúc đó, một tia chớp màu đen từ trong lôi trì thoáng hiện, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, đi tới trên đỉnh đầu Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu khẽ biến, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, cả người phóng lên trời, thời điểm cách lôi điện nửa trượng, hai tay của hắn chất chồng, sau đó vỗ một cái. Oanh! Cái vỗ này, làm cho toàn bộ Thiên Cơ Thành run lên kịch liệt, lôi điện cũng ầm ầm nổ tung ra thành từng mảnh, hóa thành tia điện đầy trời rơi xuống. Một chưởng đánh nát lôi điện, Dương Tiêu lập tức nhìn về phía Dương Liêm Xương, sau đó tay phải tìm tòi, mạnh mẽ nắm chặt. Oanh! Không gian xung quanh Dương Liêm Xương đột nhiên sụp đổ, ở trong hắc động, từng âm thanh nổ tung không ngừng vang lên. Ba hơi thở sau, không gian khôi phục bình tĩnh. Dương Liêm Xương còn đứng đó, trên người nàng không có một chút tổn thương. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Tiêu híp lại, Dương Diệp cũng cau mày. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết trước kia Dương Liêm Xương phòng ngự Dương Tiêu như thế nào. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên bước ra một bước, toàn thân xuất hiện từng đạo lôi điện, những lôi điện này không ngừng lấp lánh, mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Tiêu ngưng trọng. Lên! Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt Dương Tiêu, sau đó nàng đánh về phía Dương Tiêu một chưởng. Trên lòng bàn tay, lôi điện lấp lánh. Dương Tiêu tự nhiên sẽ không trốn tránh, giờ phút này, người chung quanh đều nhìn xem, hắn không thể thua, càng không thể lui, vừa lui, vậy uy nghiêm gia chủ nhất định sẽ không còn. Đón đỡ! Dương Tiêu oanh ra một quyền. Oanh! Nắm đấm hai người vừa mới tiếp xúc, phạm vi mấy vạn dặm run lên kịch liệt, qua trong giây lát, từng vết nứt không gian xuất hiện ở bốn phía. Mà Dương Liêm Xương cùng Dương Tiêu thì liên tục lùi lại. Nhưng thời điểm Dương Liêm Xương lui, hai tay nàng mạnh mẽ bổ về phía Dương Tiêu một phát, suy. Một đạo lôi điện màu đen thoáng hiện, trong nháy mắt đến trước mặt Dương Tiêu. Trong nội tâm Dương Tiêu cả kinh, vội vàng oanh ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Tiêu bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà lúc này, Dương Liêm Xương đã dừng lại, cùng lúc đó, nàng không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt Dương Ti Kêu, sau đó điểm ra một chỉ. Vạch, một đạo lôi quang xuất hiện ở trên đầu ngón tay của nàng, thoáng qua, lôi quang đột nhiên bành trướng, sau đó trong nháy mắt bao phủ Dương Tiêu. Oanh! Theo một tiếng sấm vang lên, Dương Tiêu lần nữa bị oanh đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, tay phải Dương Liêm Xương tìm tòi về phía trước, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng ép xuống. Rơi! Nói xong! Đùng đùng! Lôi chỉ đột nhiên vang lên từng tiếng sấm, ngay sau đó, vô số tia chớp từ trong lôi chỉ tựa như mưa to chút xuống, mà những tia chớp này, mục tiêu đúng là Dương Tiêu. Những tia chớp này tốc độ cực nhanh, từ phía chân trời xuất hiện, đến đỉnh đầu Dương Tiêu, vẫn chưa tới nửa hơi. Nhưng phản ứng của Dương Tiêu cực nhanh, thời điểm những lôi điện kia tới gần, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn quét ra, ngay sau đó, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay Dương Tiêu, sau một khắc, trường thương mang theo thương ảnh đầy trời bao phủ lôi điện. Rầm rầm rầm. Trên không Thiên Cơ Thành, từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên, ở những âm thanh nổ vang này chấn động, toàn bộ Thiên Cơ Thành đều đang run sợ. Một bên, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu cùng Dương Liêm Xương, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cho tới bây giờ, bất kể là Dương Liêm Xương hay Dương Tiêu, kỳ thật đều không có liều mạng. Mà dưới tình huống không có động thật, thực lực của hai người đã khủng bố như thế. Dương Tiêu khá tốt, dù sao đối phương là chân cảnh tứ đoạn, hơn nữa còn là chân cảnh tứ đoạn thành danh đã lâu. Dương Liêm Xương thì có chút khủng bố rồi. Phải biết rằng, Dương Liêm Xương ngay cả 30 cũng chưa tới. Vì cái gì nữ nhân mình nhận thức, đều khủng bố như vậy. Dương Diệp không khỏi có chút buồn bực, trong nữ tử hắn nhận thức, ví dụ như An Nam Tĩnh, nữ tử áo đỏ, đều nghịch thiên đến cực điểm A. Oanh! Lúc này, xa xa một tiếng nổ đi đùng kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, chỉ thấy Dương Liêm Xương cùng Dương Tiêu đã phân ra, giờ phút này, hai người cách xa nhau ngàn trượng. Sắc mặt Dương Liêm Xương bình tĩnh, thần sắc của Dương Tiêu thì có chút khó coi. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Dương Tiêu, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự ấy, vậy không thể không nói, ta hơi có chút thất vọng. Dương Tiêu nhìn đám người Dương Liêm Xương,
đột nhiên hắn khẽ nở nụ cười. Dương Liêm Xương, ngươi nghĩ rằng chúng ta không tính qua ngươi sẽ tạo phản sao? Ngươi tạo phản, ở trong dữ liệu của chúng ta, mà chúng ta cũng đang cần ngươi tạo phản, biết rõ Dương gia có người nào bất trung, sau đó cùng nhau giải quyết. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Lập tức, không gian chung quanh mọi người đột nhiên rung rung, rất nhanh, 20 trung niên mặc khôi giáp màu tím, tay cầm trường đao xuất hiện ở bốn phía. Toàn bộ đều là chân cảnh tam đoạn. Quân cận vệ. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Quân cận vệ. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, khó hiểu. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi, Dương gia có một quân đoàn thần bí, quân đoàn này chỉ có 3 người có thể điều động, chi quân đoàn kia chính là những người trước mắt này. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Tiêu. 20 vị chân cảnh tam đoạn, ha ha, Dương Tiêu, ngươi ngay cả át chủ bài cuối cùng của Dương gia cũng làm ra. Xem ra, hôm nay ngươi là quyết trừ chúng ta à. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lúc này, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể đánh mấy cái? Dương Diệp nhìn đám người Dương Tiêu, sau đó nghĩ nghĩ nói. Thực lực của ta tương đối thấp, liền đánh một cái đi. Uy, ngươi đây là cái ánh mắt gì? 2 cái, được rồi, 3 cái, thật sự không thể nhiều nữa. Lại nhiều, ta sẽ chạy trốn. Lúc này Dương Tiêu đột cười nói. Dương Diệp, quân cận vệ có 23 người, mà ở đây chỉ có 20 người, ngươi biết 3 người còn lại đi đâu không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Tiêu, tay trái hắn chậm rãi nắm lại. Đúng vậy. Dương Tiêu cười nói. Ngươi đã đoán đúng, bọn họ đi thiên toàn hệ, nhổ cỏ, phải trừ tận gốc mới được, ngươi nói đúng không? Với tư cách Dương gia gia chủ, tự nhiên biết rõ một đạo lý, chính là chảm thảo nếu không trừ tận gốc, gió xuân qua lại nảy mầm. Tựa như lúc trước phụ thân của Dương Diệp, Dương gia không thể đánh chết hắn, cho nên hiện tại nhiều hơn Dương Diệp. Mà Dương Diệp này, hiển nhiên còn đáng sợ hơn phụ thân hắn. Phụ thân hắn đối với Dương gia nhất định còn có lòng trung thành, nhưng Dương Diệp không có. Ai cũng biết, nếu để cho Dương Diệp cơ hội, Dương Diệp sẽ không chút do dự hủy diệt Dương gia. Cho nên, không chỉ giết chết Dương Diệp, cùng hắn có quan hệ, đều phải giết chết. Dương Diệp nhìn Dương Tiêu hồi lâu, hắn không nói gì, xoay người muốn đi, nhưng lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói. Muốn đi thiên toàn hệ, ngươi đi được không? Nói xong, mấy tên cường giả chân cảnh chắn ở trước mặt Dương Diệp. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp trong nháy mắt dữ tợn, thoáng qua, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sát na nhất kiếm. Sát na nhất kiếm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhưng người ở chỗ này đều không phải người bình thường, bởi vậy tuy tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng trong mắt mọi người, vẫn còn có dấu vết lần theo. Bởi vậy, thời điểm hắn biến mất, một cường giả chân cảnh ở trước mặt hắn nắm lấy trường đao mạnh mẽ bổ một phát. Keng! Một âm thanh thanh thúy vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, tên cường giả chân cảnh kia bị chấn liên tục lùi lại, mà đúng lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói. Cẩn thận! Hắn vừa nói xong. Đầu của cường giả chân cảnh kia đột nhiên bay ra ngoài, thân thể của hắn còn đang không ngừng lùi lại, trong cổ tuôn ra máu tươi. Hai kiếm miểu sát một chân cảnh tam đoạn. Trong tràng, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Một bên, Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp, trong mắt đồng dạng mang theo khiếp sợ. Thực lực quân cận vệ Dương gia cũng không yếu, ở thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, tên cường giả chân cảnh kia nhanh chóng phản kích cũng có thể thấy được. Nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp hai kiếm liền lấy tính mạng của đối phương. Không hề nghi ngờ, thực lực của Dương Diệp lại trở nên mạnh mẽ rồi. Sau khi Dương Diệp đánh chết tên cường giả chân cảnh kia, cũng không có ra tay, mà thừa dịp tất cả mọi người ngây người, thân hình hắn lóe lên. Hiện tại, hắn quan tâm chính là thiên toàn hệ. Oanh! Phía chân trời đột nhiên vang lên một âm thanh ầm ầm, ngay sau đó, Dương Diệp lại về vị trí nguyên lai. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này, ở trên không thiên cơ thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một màn sáng cực lớn, trong màn sáng lóe ra phù văn thần bí, mà trong thành, vô số đạo linh khí không ngừng phóng lên trời. Cuối cùng đều biến mất vào trong màn sáng. Thiên Vân Trận. Lúc này hai mắt Dương Liêm Xương híp mắt. Không nghĩ tới, ngươi lại mở ra trận pháp này. Khóe miệng Dương Tiêu nổi lên vẻ cười lạnh. Ta nói rồi, hôm nay,
các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Xa xa, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, muốn lần nữa phóng lên trời, nhưng lúc này, Dương Liêm Sương lại chắn ở trước mặt hắn, sau đó nói. Đừng cố sức, trận này chính là thủ hộ đại trận trung cực của Dương gia ta, chỉ có thời điểm thiên cơ thành xuất hiện sinh tử tồn vong mới có thể mở ra. Một khi trận này mở ra, cho dù chân cảnh lục đoạn cũng khó ở trong thời gian ngắn phá vỡ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nhìn về phía đám người Dương Tiêu. Ta biết rõ, ngươi khẳng định có biện pháp cho người của ngươi chỉ đi thiên toàn hệ, đúng không? Đúng. Dương Tiêu cười lạnh nói. Thế nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ để bọn họ đình chỉ sao? Đương nhiên, nếu như ngươi cầu ta mà nói, ta có lẽ sẽ suy nghĩ. Cho nên, đến cầu ta à, đương nhiên, phải quỳ mới được. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Giúp ta một sự tình được không? Chuyện gì? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Tiêu. Người Dương Tiêu nhất mạch hắn, toàn bộ bắt tới cho ta, toàn bộ. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc của Dương Tiêu lập tức lạnh xuống. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp mấy hơi, sau đó tay phải nàng vung lên. Người Dương Tiêu nhất mạch, toàn bộ chộp tới. Phía sau nàng, mấy tên cường giả chân cảnh lập tức biến mất. Ngăn bọn họ lại. Thanh âm của Dương Tiêu vang lên, ngay sau đó, mấy tên cường giả chân cảnh vọt về phía cường giả của Dương Liêm Sương phái đi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, vài tên cường giả chân cảnh kia sắc mặt biến đổi, vừa rồi Dương Diệp hai kiếm miểu sát chân cảnh tam đoạn, bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy đối mặt Dương Diệp, bọn họ căn bản không dám khinh thường. Lúc này tay phải Dương Tiêu đột nhiên vung lên, lập tức lại có 5 tên cường giả chân cảnh đi tới, giờ phút này, 8 vị chân cảnh tam đoạn ở trước mặt Dương Diệp. 8 chân cảnh tam đoạn. Một bên, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Có thể ổn định không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Còn lại giao cho ngươi. Có thể, Dương Liêm Sương nói xong, cả người nàng bay thẳng đến Dương Tiêu. Mà những người sau lưng nàng cũng lập tức lao tới. Đại chiến bắt đầu. Trước mặt Dương Diệp, 8 cường giả chân cảnh vây hắn lại. Cùng lúc đó, Dương Diệp còn phát hiện, khí tức 8 người này thậm chí nối liền, cho người cảm giác giống như một người, mà không phải 8 người. Dương Diệp cùng 8 người rằng có một cái chớp mắt, đột nhiên, 8 người biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, 8 thanh trường đao xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp, đao vừa đến. Trong 8 chuôi đao ẩn chứa khí tức cường đại phong tỏa không gian chung quanh Dương Diệp vặn vẹo biến hình, mà Dương Diệp đứng mũi chịu sào sắc mặt trong chốc lát liền trắng đi. Lúc này Dương Diệp không có dùng kiếm linh, mà đổi thành kiếm gỗ, tay cầm kiếm gỗ, Dương Diệp chém ra một kiếm. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Diệp tràn ra máu tươi, cùng lúc đó, cánh tay trái cùng thân thể bên trái đã rạn nứt. Không đến một hồi, tay trái cùng thân thể bên trái liền biến thành huyết hồng. 8 chân cảnh tam đoạn liên thủ một kích, kia là kinh khủng cỡ nào. Đừng nói Dương Diệp chỉ là chí cảnh, cho dù hắn là chân cảnh cũng khó dễ dàng tiếp được. Xa xa, trong miệng Dương Diệp phun ra máu tươi, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn 8 người trước mặt, mà lúc này, 8 người kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy 8 người vào tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Thoáng qua, một hộp kiếm màu đen xuất hiện ở trước mặt, sau một khắc, 6 tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó, 6 thanh kiếm đột nhiên hợp thành một vòng tròn, dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn. Xuy xuy xuy, từng âm thanh cắt chém không ngừng vang lên, đó là không gian bị cắt. Tất cả mọi người nhìn về bên này, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy không gian chung quanh Dương Diệp phảng phất như đang bị mấy trăm cái kéo cắt bỏ, từng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Không chỉ như vậy, những vết nứt không gian này còn dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. A! À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thời điểm tiếng kêu thảm thiết này vang lên, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba ngay sau đó vang theo. Nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết này, thần sắc của Dương Tiêu vô cùng khó coi. Qua mấy hơi, trong chàng đột nhiên bình tĩnh lại, mà lúc này, 8 cường giả chân cảnh vốn đứng ở trước mặt Dương Diệp, giờ phút này chỉ còn lại 3 gã. Mà 3 cường giả chân cảnh này, toàn bộ đều bị trọng thương, trên người bọn họ, không thiếu tay thiếu chân chính là vết kiếm trải rộng, trong đó có một cái cực kỳ nặng, nửa bên đầu của hắn đã không thấy. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại,
tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Miểu sát năm cường giả chân cảnh. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Dương Thiêu khó coi tới cực điểm. Vốn theo hắn, tám cường giả chân cảnh, coi như giết không được Dương Diệp, cũng có thể trọng thương, nhưng hắn không nghĩ tới, tám cường giả chân cảnh lại bị Dương Diệp trực tiếp miểu sát năm người. Một lần tổn thất năm tên cường giả chân cảnh, cái này với hắn mà nói, là cực kỳ to lớn, không chỉ đối với hắn, đối với Dương gia cũng là tổn thương. Xa xa, sau khi Dương Diệp thi triển yên diệt kiếm trận, lập tức lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào. Giờ phút này, đừng nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật toàn thân hắn đã tinh bì lực tấn. Vừa rồi thi triển kiếm trận, không chỉ tiêu hết sạch huyền khí, còn tiêu hao tinh khí thần thật lớn, dù sao cũng phải nói, bộ kiếm trận này, dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển, vẫn còn có chút cố sức. Đúng lúc này, xa xa sắc mặt Dương Tiêu thay đổi. Bởi vì cách đó không xa, trước kia Dương Liêm Sương phái đi vài tên cường giả mang theo mấy trăm người tới sau lưng Dương Diệp. Nhìn thấy mấy trăm người này, thần sắc của Dương Tiêu khó coi tới cực điểm. Vốn hắn cảm thấy để tám cường giả chân cảnh liên thủ, cho dù không thể đánh chết Dương Diệp, nhưng tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn đánh lui Dương Diệp, chỉ cần đánh lui Dương Diệp, tám người có thể cứu người nhà của hắn. Nhưng sự tình phát triển không như hắn nghĩ. Dương Diệp dùng sức một mình chém giết năm vị cường giả chân cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu. Ta vẫn cảm thấy, họa không tới người nhà, cho nên ta cùng với người có ân oán, đều là tìm người trong cuộc phiền toái, rất ít đi tìm người nhà đối phương. Ta cảm thấy, dùng người nhà của đối phương đến uy hiếp người khác, đó là người nhu nhược. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nhưng mọi thứ có ngoại lệ, thiên toàn hệ, là nghịch lân của ta. Dương Tiêu, chuyện giữa các ngươi và ta, tự chúng ta đến giải quyết, cho nên bảo người của ngươi từ thiên toàn hệ rút về, được không? Dương Tiêu nhìn Dương Diệp. Nếu như không thì sao? Lúc này, xùy, xa xa, trong nhóm người sau lưng Dương Diệp, mười mấy đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Nếu như không thể, ta trước diệt cả nhà ngươi. Diệt cả nhà ngươi. Âm thanh của Dương Diệp lạnh như băng vang lên. Cầu Dương Tiêu, để đối phương triệu hồi cường giả chân cảnh hắn phải đi thiên toàn hệ. Ý nghĩ này, Dương Diệp chưa bao giờ có. Bởi vì hắn cực kỳ hiểu rõ, cầu Dương Tiêu, chẳng qua là tự rước lấy nhục. Hơn nữa sau khi tự rước lấy nhục, đối phương vẫn sẽ không triệu hồi những người kia. Cho nên hắn quyết định, ăn miếng trả miếng. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm lột bỏ mười mấy đầu người, sắc mặt Dương Tiêu dữ tợn, sau một khắc, hắn bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng rất nhanh, một lôi cầu cực lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, lôi cầu nổ tung, Dương Tiêu bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, không gian trong vòng mấy trăm trượng, xuất hiện vô số tia chớp, những tia chớp này khờ lông ngừng lấp lóe, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, làm cho không gian rung kịch liệt. Dương Tiêu lần nữa biến mất ngay tại chỗ, nhưng lúc này, TCA ngọc của Dương Liêm Sương nhẹ nhàng vung lên, mấy chục tia chớp cắt ngang qua. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, Dương Tiêu bị đẩy lui trăm trượng. Ánh mắt Dương Tiêu rơi vào trên người Dương Liêm Sương, hắn gắt gao nhìn vào Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương, những người phía dưới kia, trong đó có rất nhiều là đường huynh tộc muội của ngươi. Hiện tại phiền toái lớn nhất không phải Dương Diệp, mà là Dương Liêm Sương. Bởi vì Dương Diệp chỉ lẻ loi một mình, mà sau lưng Dương Liêm Sương, là có một nhóm lớn cường giả Dương gia. Đường huynh tộc muội. Dương Liêm Sương cười lạnh. Dương Tiêu, ngươi có biết, vì sao ta nhất định phải đoạt vị trí Dương gia gia chủ hay không? Nói đến đây. Nàng không đợi Dương Tiêu trả lời, liền tiếp tục nói. Ngoại trừ vì mẫu thân của ta, còn có một nguyên nhân, chính là ta cảm thấy Dương Tiêu ngươi không xứng làm Dương gia gia chủ. Ngươi còn nhớ, lúc trước mẫu thân của ta mang theo ta đi cầu ngươi bảo hộ chúng ta, nhưng ngươi ngay cả gặp cũng không gặp mẫu thân của ta. Nói đến đây, thần sắc nàng đột nhiên dữ tợn. Lúc trước chỉ cần một câu nói của ngươi, mẫu thân của ta có thể không bị tra tấn đến chết. Thế nhưng mà trong mắt ngươi, ta cùng với mẫu thân của ta đều là không có ý nghĩa, cho nên, ngươi gặp cũng không gặp nàng. Sau đó, nàng chết rồi. Dương Tiêu trầm giọng nói. Cái này là nguyên nhân ngươi hận ta. Hận ngươi. Khóe miệng Dương Liêm Sương cười lạnh. Không, ta không hận ngươi, ta hận chính là chế độ của Dương gia, hết thảy dùng lợi ích,
dùng thiên phú, dùng thực lực đến luận người. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Dương gia không tình thân. Kỳ thật, không chỉ Dương gia, bất kỳ một thế gia nào cũng có thể nói không có thân tình gì. Trong gia tộc, người có tiềm lực, có thiên phú, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm đối đãi, nhưng chút ít không có thiên phú, không có tiềm lực, đãi ngộ của bọn họ ở trong gia tộc, có khi ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Chẳng qua ở Dương gia, loại hiện tượng này càng thêm trần trụi mà thôi. Kỳ thật, loại hiện tượng này cũng rất bình thường. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Ta hiểu rõ, người có thiên phú, có tiềm lực, cái này đại biểu người có tương lai, người có tương lai, tự nhiên sẽ được gia tộc bồi dưỡng, được gia tộc ủng hộ. Nhưng người không có thiên phú cùng tiềm lực, ai sẽ đi bồi dưỡng một người không có tương lai? Nhưng thiên phú cùng tiềm lực có thể quyết định hết thảy sao? Hiện tại hắn không có thiên phú, không có tiềm lực, về sau hắn cũng không có sao. Trong chàng yên tĩnh như trước. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Phụ thân hắn là trụ cột của Dương gia ta, nhưng thời điểm thân thể phụ thân hắn xuất hiện biến cố, Dương gia đối đãi hắn như thế nào? Phải, lúc trước phụ thân hắn đích thực không thích hợp làm gia chủ, nhưng Dương gia có tất yếu đuổi tận giết tuyệt phụ thân hắn sao? Nói đến đây, giọng nói của nàng đột nhiên lớn lên. Lợi ích, những năm ta ở Dương gia này, phát hiện Dương gia ta từ trên xuống dưới, giảng chỉ có lợi ích. Một người, có giá trị lợi dụng, gia tộc sẽ nâng, sẽ bồi dưỡng, mà nếu hắn không có giá trị, gia tộc sẽ như ném rác rưởi bỏ qua hắn, thậm chí giết chết đối phương. Đây chính là Dương gia chúng ta. Lúc này, Dương Tiêu trầm giọng nói. Một gia tộc, tài nguyên có hạn, chúng ta chỉ có thể đi bồi dưỡng người có tiềm lực. Không. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Bồi dưỡng người có tiềm lực, để hắn trở thành trụ cột của gia tộc. Điểm ấy ta tán thành. Nhưng trong mắt chúng ta không nên chỉ có người có tiềm lực, mà xem nhẹ người không có tiềm lực. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại nói. Nếu như ta trở thành Dương gia gia chủ, nhất định đối xử với tất cả mọi người Dương gia bình đẳng như nhau, ta cho bọn họ tài nguyên đồng dạng, thành long hay thành trùng, đều nhìn tạo hóa của chính bọn hắn. Trừ cái đó ra, ngày sau Dương gia ta quyết không ép con cháu thông gia, tình cảm tự do. Nhân sinh của các nàng tự mình lựa chọn. Còn nữa, ngày sau nữ tử Dương gia ta đồng dạng có thể đạt được đãi ngộ mà nam tử mới có thể đạt được. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù ngươi là nữ, vị trí Dương gia gia chủ, ngươi cũng có thể làm. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương, không thể không nói, nữ nhân này rất có cá tính. Kỳ thật theo hắn, nếu như Dương gia để Dương Liêm Xương làm gia chủ cũng rất tốt, dù sao nữ nhân này bất kể là thủ đoạn hay chỉ số thông minh. Hoặc thực lực, đều là đỉnh phong. Có nàng ở đây, cho dù Dương gia không thể xưng bá trung thiên vũ trụ, nhưng ít nhất có thể làm được trong ngàn năm không người dám lấn. Nhưng đáng tiếc, Dương gia sẽ không để cho nàng làm gia chủ. Cải cách. Dương Liêm Xương muốn cải cách liền cần tẩy trừ, cũng ý nghĩa rất nhiều người Dương gia sẽ buông quyền trong tay. Những người này, dĩ nhiên là đám người Dương Tiêu, muốn bọn họ buông quyền lợi, ra phía sau màn. Bọn họ làm sao có thể cam tâm? Có nhiều thứ, ôm có khả năng không khó như vậy, nhưng muốn thả xuống, vậy thì khó khăn. Phải biết, một khi buông, vạn nhất Dương Liêm Xương thu về tính sổ, khi đó bọn họ ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Xa xa, Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu, sau đó nói. Ngươi còn không phải gia chủ, mà Dương gia ta, cũng sẽ không để nữ nhân làm gia chủ. Dù cho Dương gia phân tách, ta cũng sẽ không đồng ý. Nói xong, hắn nhìn lướt qua mọi người sau lưng Dương Liêm Xương. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại các ngươi hồi tâm chuyển ý còn kịp, bằng không thì. Suy suy, đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp lại bay lên hơn 10 đầu người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Tiêu dữ tợn. Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm, cuối cùng nói một lần, để người của ngươi trở về hay không? Dương Tiêu nhìn Dương Diệp, giữ tợn nói. Nếu ngươi dám giết một người, ta nhất định để bọn họ huyết tẩy toàn bộ thiên toàn hệ, ngươi. Suy 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 suy. Lúc này, sau lưng Dương Diệp bay lên hơn 30 đầu người. Những người kia đều là chân cảnh trở xuống, đối mặt Dương Diệp, bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Ở trước đó, ngươi sẽ chứng kiến cả nhà ngươi chết ở trước mặt mình.
Nói xong, tay phải hắn vung lên, lại hơn 10 đầu người bay ra ngoài. Dương Diệp, âm thanh của Dương Tiêu hung dữ nói. Nếu ngươi là nam nhân, giết người nhỏ yếu, ngươi tính toán cái gì? Có bản lĩnh liền đánh với ta, ngươi. Nói đến đây, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên im bặt. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Như thế nào, sao không nói? Nói đến đây, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên trực chỉ Dương Tiêu. Dương Tiêu, ngươi cũng biết chuyện giữa nam nhân nên tự mình giải quyết. Mà ngươi lại phái người đi thiên toàn hệ giết thân nhân của ta, ngươi tính toán nam nhân gì? Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên. Xuy 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 xuy. Mười mấy người phía sau hắn đầu trực tiếp bay ra, những người kia, không phải là không muốn trốn, nhưng phía sau bọn họ có mấy cường giả chân cảnh trấn thủ, ai trốn, người đó chết trước. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Tiêu càng dữ tợn. Hắn tự nhiên là muốn động thủ, nhưng hắn biết rõ, dùng thực lực của Dương Diệp, hắn căn bản không cách nào thuấn sát Dương Diệp, đừng nói thuấn sát Dương Diệp, có thể chiến thắng Dương Diệp hay không, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Phải biết rằng, cánh tay thần bí kia của Dương Diệp còn chưa có dùng đâu. Lúc này Dương Diệp đột nhiên hung dữ nói. Dương Tiêu, lão tử hỏi ngươi lần cuối cùng, để cho người của ngươi trở về hay không? Nếu không lui, hôm nay lão tử liền cho ngươi tuyệt hậu. Giờ phút này, thần sắc của Dương Diệp cũng có chút dữ tợn. Thiên toàn hệ là nghịch lân của hắn, ai dám động đến thiên toàn hệ, hắn liền liều mạng. Như hắn nói, hắn vốn không có ý nhằm vào người nhà Dương Tiêu, nhưng giờ phút này hắn không có cách nào. Cho dù hắn lao ra thiên hư đại lục, về thiên toàn hệ khẳng định cũng không kịp. Hiện tại, hắn chỉ có thể bức Dương Tiêu gọi người của hắn về. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Tiêu. Hiện tại bầy ở trước mặt Dương Tiêu chỉ có hai con đường, thỏa hiệp, và không thỏa hiệp. Nếu thỏa hiệp, kia ý nghĩa từ nay về sau, thiên toàn hệ liền không phải một tấm vương bài để bọn họ đối phó Dương Diệp. Mà nếu như không thỏa hiệp, vậy thì ý nghĩa hắn phải dùng thiên toàn hệ để đổi tất cả nhất mạch của hắn. Đổi hay không đổi? Trầm mặc mấy hơi, Dương Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nói. Doanh gia, Khô gia, điều kiện của các ngươi, ta đáp ứng. Hợp tác vui vẻ. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, ngay sau đó, hơn 20 lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Doanh gia, Khô gia. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp đều chìm xuống. Hiển nhiên, hai người thật không ngờ Doanh gia cùng Khô gia sẽ tham dự vào. Khô gia, Doanh gia. Hai gia tộc cường đại nhất cùng thần bí nhất hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là vì sao hai gia tộc này lại giúp Dương Tiêu. Đây là nghi vấn của rất nhiều người Dương gia lúc này, cũng là nghi vấn trong lòng Dương Diệp và Dương Liêm Xương. Phía chân trời, trong 10 người bên trái, cầm đầu chính là một lão giả hoa bào, ở trước ngực trái lão giả, có khắc một chữ Doanh. Người này là trưởng lão Doanh gia, tên Doanh Vũ. Chân cảnh tam đoạn đỉnh phong, mà 9 lão giả ở phía sau hắn, toàn bộ đều là chân cảnh tam đoạn, nhưng khí tức lại không có hùng hậu như hắn. Mà 10 người bên phải kia, cầm đầu là một lão giả mặc áo đen, trước ngực trái có thêu một chữ Khô, người này đúng là Khô gia trưởng lão, Khô Phách. Cũng là chân cảnh tam đoạn đỉnh phong, đồng dạng, những người ở phía sau hắn cũng đều là chân cảnh tam đoạn. 20 chân cảnh tam đoạn. Đã có 20 chân cảnh tam đoạn gia nhập. Có thể nói, bên Dương Tiêu đối với đám người Dương Liêm Xương có ưu thế áp đảo tuyệt đối. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Dương Tiêu, ngươi lại để người Doanh gia cùng Khô gia tới giúp ngươi, nếu như ta không đoán sai, ngươi nhất định là hy sinh lợi ích của Dương gia, đúng không? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Kia là sự tình của ta. Chuyện của ngươi. Dương Liêm Xương cười lạnh. Dương Tiêu. Đừng nói với ta ngươi không biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Xương. Nếu ta không phải Dương gia gia chủ, coi như Dương gia là trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp tăng thêm Dương Liêm Xương, đã hoàn toàn có thể uy hiếp địa vị thống trị của hắn. Nếu như không có ngoại viện, bên bọn họ vô cùng có khả năng bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương liên thủ đánh bại. Mà khi đó, dùng tình huống giữa hắn và Dương Diệp, Dương Diệp căn bản không có khả năng để hắn còn sống. Bất đắc dĩ,
hắn chỉ có thể đáp ứng điều kiện của Khô gia cùng Doanh gia. Tuy cái này làm cho Dương gia tổn thất rất nhiều thứ, nhưng tổng tốt hơn chết a. Một bên, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn đi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Liêm Sương lắc đầu. Không còn kịp rồi, cho dù ngươi dùng toàn lực, cũng không kịp rồi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta vẫn còn muốn trở về. Nhưng trước khi về, nói đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên đỏ lên. Ở trước khi đi, ta muốn trước hết để cho cả nhà Dương Tiêu chết hết. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Ngăn cản hắn. Xa xa, Dương Tiêu giận dữ, thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp, cường giả Doanh gia cùng Khô gia cũng lao về phía Dương Diệp. Giống. Lúc này, một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Xuất hiện đúng là Cùng Kỳ. Lúc này Cùng Kỳ hiển nhiên thực lực gia tăng lên rất nhiều, sau khi hắn xuất hiện, một cỗ khí thức hung lệ từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Mấy tên cường giả chân cảnh phóng tới Dương Diệp bị Cùng Kỳ đẩy lui mấy trăm trượng. Ngay sau đó, hai cánh sau lưng Cùng Kỳ dương ra, thời điểm cánh dương ra, quả thực có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Lúc này Cùng Kỳ, hắn không chỉ thực lực tăng lên rất nhiều, ngay cả hình thể cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là quái vật gì? Phía chân trời, Khô Phách cau mày nói. Cùng Kỳ lại không nói nhảm, thân hình lóe lên một cái, lao về phía đám người Khô Phách. Nhìn thấy một quái vật khổng lồ vào tới, đám người Doanh Vũ sắc mặt đại biến, không dám đi tìm Dương Diệp, mà liên thủ đối kháng Cùng Kỳ. Mà phía dưới, bọn người Dương Liêm Sương thì chắn ở trước mặt Dương Tiêu. Tay phải Dương Liêm Sương chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, toàn thân nàng đột nhiên xuất hiện một dòng điện, nàng nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, ngươi so với ta tưởng tượng càng không ra gì, sự tình Dương gia, ngươi lại cầu ngoại nhân tương trợ. Thôi được rồi. Hôm nay liền để cho ta tự tay phế người đi. Nói xong, cả người nàng hóa thành một đạo điện quang lao về phía Dương Tiêu. Trong mắt Dương Tiêu hiện lên lệ khí. Cũng tốt, hôm nay, liền để cho chúng ta chấm dứt. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh hư không, cả người vọt tới Dương Liêm Sương. Một bên, ngay thời điểm Dương Diệp xung vào trong đám người tộc nhân Dương Tiêu, Doanh Vũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, 10 người trực tiếp vây Dương Diệp lại. Doanh Vũ đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Lúc trước ngươi giết hai gã chân cảnh của Doanh gia ta, đúng không? Dương Diệp nhìn Doanh Vũ. Hiện tại ta chuẩn bị giết nhiều thêm vài tên. Nói xong, tay trái hắn khẽ nhúc nhích, thời điểm tay hắn động, một cường giả chân cảnh kinh hoàng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở hơn 10 trượng, mà chỗ hắn đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện vết nứt không gian. Cùng lúc đó, một cái tai của hắn không thấy rồi. Tên cường giả chân cảnh kia nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi nếu hắn chậm hơn một phần, hắn mất không phải lỗ tai, mà là nửa người. Một kiếm kia, nhanh đến cực hạn, ngay cả hắn cũng không có nhìn rõ ràng, hắn chỉ dựa vào bản năng tránh né, mà cái này có thể cứu được hắn một mạng. Không chỉ hắn, đám người Doanh Vũ cũng ngưng trọng lên. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, để bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Xa xa. Dương Diệp nhìn tên cường giả chân cảnh kia, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sát na nhất kiếm của hắn, rất khó đánh chết loại cường giả chân cảnh mạnh mẽ này. Bất quá một kiếm không được, hai kiếm vẫn có thể. Nhưng lúc này hắn không có dùng kiếm thứ hai, bởi vì hắn không muốn lãng phí huyền khí vừa mới khôi phục. Dương Diệp vung tay trái lên, hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Sương giao thủ đột nhiên nói. Cẩn thận hộp kiếm kia, không được chủ quan. Vừa rồi Dương Diệp thi triển hộp kiếm, là thuấn sát 5 tên chân cảnh tam đoạn. Đối với cái hộp kiếm này, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nghe được Dương Tiêu nói, đám người Doanh Vũ nhìn hộp kiếm ở trước mặt Dương Diệp, trong mắt tràn đầy đề phòng. Thực lực của Dương Diệp, bọn họ không chỉ nghe qua, còn được chứng kiến, đối với Dương Diệp, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Dương Diệp nhìn đám người Doanh Vũ, sau một khắc, tay trái hắn điểm nhẹ hộp kiếm kia. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên. Nghe được tiếng kiếm minh, sắc mặt đám người Doanh Vũ lập tức biến đổi, dồn dập lui về sau 10 trượng. Cùng lúc đó, từng đạo phòng ngự cháo vô hình xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng hộp kiếm kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp nhìn đám người Doanh Vũ.
khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là thử hộp kiếm mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Doanh Vũ lập tức khó coi. Nhưng đúng lúc này, hộp kiếm trước mặt Dương Diệp đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, sáu đạo kiếm quang từ trong hộp kiếm hiện ra, qua trong giây lát. Xuy 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 xuy. Dùng Dương Diệp làm trung tâm, không gian trong vòng mấy trăm trượng bị cắt thành mảnh nhỏ. Yên Diệt kiếm trận. Giờ phút này Yên Diệt kiếm trận so với trước đó Dương Diệp thi triển uy lực còn cường đại hơn, bởi vì giờ phút này trong nội tâm Dương Diệp tràn đầy sát ý vô tận, sát niệm càng mạnh, lại càng muốn hủy diệt hết thảy, mà càng muốn hủy diệt hết thảy, uy lực của kiếm trận lại càng lớn. Giờ khắc này, không gian trong sân giống như bị cái kéo cắt loạn. Sau khi thi triển ra kiếm trận hủy diệt, Dương Diệp lập tức lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Xa xa, giờ phút này không gian đã khôi phục bình thường. Nhưng lúc trước 10 người chỉ còn lại 5 người. Doanh Vũ còn sống, nhưng không quá tốt, bởi vì cánh tay của hắn đã bị cắt thành vài khúc, bất quá không có hoàn toàn rơi ra, lơ lửng ở trên bả vai. Mà người bên cạnh hắn, trên người trải rộng kiếm thương, trong đó có một cái cực kỳ nặng, thân thể từ phần bụng bị cắt ra, nếu như một kiếm kia sâu thêm một chút, thân thể người này sẽ từ giữa phân ra thành hai. Một bộ kiếm trận, miểu sát 5 vị cường giả chân cảnh. Kỳ thật bộ kiếm trận này cũng không tính là kiếm trận, bởi vì Dương Diệp hắn cải tiến qua, chuẩn xác mà nói, hắn vận dụng phương thức của mình đến thi triển kiếm trận, thời điểm thi triển kiếm trận, hắn tăng thêm nhiều loại lực lượng pháp tắc. Cái này để tốc độ kiếm trận vận hành tăng lên không biết bao nhiêu, uy lực của nó cũng càng tăng. Có thể nói, bộ kiếm trận này, là vì Dương Diệp hắn tạo ra, do đó mới biến thành càng mạnh hơn nữa. Xa xa, đám người Doanh Vũ gắt gao nhìn Dương Diệp, giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn có thể giết người, đương nhiên, hơn nữa là kiêng kỵ. Cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ đã rất đề phòng rồi. Nhưng bọn họ vẫn có 5 người trong khoảnh khắc đó bị miểu sát. Miểu sát 5 vị chân cảnh tam đoạn. Đây là một huyền giả trí cảnh làm được. Nếu như không phải bọn họ tự mình thể nghiệm, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Đám người Doanh Mục không có động thủ, Dương Diệp tự nhiên cũng không động thủ, hắn đương nhiên là muốn động thủ, nhưng giờ phút này, hắn căn bản không cách nào thi triển bất luận kiếm kỹ cùng kiếm trận gì. Bởi vì huyền khí của hắn chỉ khôi phục không đến 2 thành. Đây là Tiểu Bạch chế tạo đá năng lượng hàm lượng cao, nếu như là đá năng lượng khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn trốn. Mau ra tay. Đúng lúc này, Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Sương giao thủ đột nhiên nói. Kiếm trận kia tuyệt đối tiêu hao thật lớn, hiện tại huyền khí của hắn nhất định đã khô kiệt, 5 người các ngươi liên thủ, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết hắn. Xa xa, nghe Dương Tiêu nói, hai mắt Doanh Vũ nhíu lại, hắn nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, ngay sau đó, tay trái điểm nhẹ một cái, điểm vào trên hộp kiếm. Ông! Một tiếng kiếm minh từ trong đó vang lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Doanh Vũ đại biến, dồn dập lui ra trọn vẹn ngàn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám người Doanh Vũ, kinh ngạc nói. Các ngươi làm cái gì? Ta chỉ là ngứa tay, gãi ngứa mà thôi. Đám người Doanh Vũ. Không thể không nói, giờ phút này đám người Doanh Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy người gắt gao nhìn Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể giết người. Lúc này Dương Diệp bị chết không dưới vạn lần. Mà đám người Doanh Vũ không chỉ ánh mắt muốn giết người, bọn họ là thật sự muốn động thủ. Nhưng khi thấy hộp kiếm trước mặt Dương Diệp, bọn họ do dự. Dương Tiêu nói giờ phút này huyền khí trong cơ thể Dương Diệp khô kiệt, bọn họ tin tưởng, bởi vì kiếm trận kia uy lực to lớn như thế, tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn. Cho nên trong lòng bọn họ cũng tin tưởng giờ phút này huyền khí của Dương Diệp đã khô kiệt. Nhưng vạn nhất huyền khí của Dương Diệp không có khô kiệt, còn có thể thi triển kiếm trận kia một lần thì sao? Dùng tình huống của bọn họ hiện tại, nếu như Dương Diệp thi triển kiếm trận kia một lần, bọn họ tuyệt đối là toàn quân bị diệt. Trong lòng đám người Doanh Vũ còn có cố kỵ, không dám động thủ, mà Dương Diệp tự nhiên cũng không động thủ, hiện tại hắn cần phải làm là kéo thời gian càng lâu càng tốt, lúc này, xa xa Dương Tiêu cùng Dương Liêm Sương giao thủ đột nhiên giận dữ hét. Nếu như hắn còn lực lượng, tất nhiên sẽ thi triển kiếm trận lần nữa, mà hắn không ra tay, đây là bởi vì giờ phút này huyền khí của hắn đã khô kiệt, hiện tại các ngươi không động thủ, một khi huyền khí của hắn khôi phục, các ngươi đều phải chết. Nghe vậy,
Đám người Doanh Vũ LPC tức nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt của bọn họ không còn do dự. Dương Tiêu nói điểm tỉnh người trong mộng. Nếu Dương Diệp còn lực lượng, nhất định sẽ ra cơ tay với bọn họ, mà Dương Diệp không ra tay, cái này chứng minh giờ phút này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà. Đám người Doanh Vũ muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm hộp kiếm đi về phía Dương Tiêu. Ngươi cảm thấy ta không còn huyền khí. Tốt, ta sẽ cho ngươi nhìn, ta có huyền khí hay không. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía Dương Tiêu, đám người Doanh Vũ lập tức ngừng lại. Hiển nhiên, Dương Diệp đây là muốn ra tay với Dương Tiêu. Nếu ra tay với Dương Tiêu, bọn họ tự nhiên không cần gấp gáp như vậy, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Dương Diệp rốt cuộc còn huyền khí hay không. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía mình, Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Xương kịch chiến sắc mặt biến đổi, tuy hắn cảm thấy giờ phút này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà, nhưng giống như đám người Doanh Vũ, hắn cũng không dám cam đoan Dương Diệp là đã khô kiệt huyền khí chưa. Hắn cũng lo lắng Dương Diệp còn có năng lực thi triển kiếm trận kia. Dương Liêm Xương không có dừng tay, ở dưới ngọc thủ của nàng huy động, từng tia chớp tựa như độc xà kích bắn về phía Dương Tiêu. Giờ phút này Dương Tiêu lại có chút nóng nảy. Hắn không chỉ phải chống cự Dương Liêm Xương công kích mãnh liệt, còn phải phòng bị Dương Diệp, nếu như Dương Diệp trực tiếp ra tay còn tốt, nhưng Dương Diệp không có trực tiếp ra tay, chỉ chậm rãi đi về phía hắn. Cái này làm cho hắn không thể không phân ra một bộ phận lớn tinh lực đến phòng bị Dương Diệp. Trong tràng, đám người Doanh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, chờ Dương Diệp ra tay. Nếu như Dương Diệp thi triển kiếm trận, bọn họ sẽ không chút do dự lui về sau. Nhưng nếu như Dương Diệp thi triển chỉ là kiếm kỹ bình thường, vậy bọn họ sẽ không chút do dự nhảy lên. Cứ như vậy, ở dưới đám người Doanh Vũ nhìn soi mói, Dương Diệp cách Dương Tiêu cùng Dương Liêm Xương không sai biệt lắm 10 trượng ngừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay trái hắn đặt ở trên hộp kiếm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Doanh Vũ rùng mình, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, tùy thời chuẩn bị lui về phía sau. Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Xương giao thủ thì sắc mặt đại biến, bởi vì đặt quá nhiều tinh lực ở trên người Dương Diệp, bởi vậy hắn dần dần bị Dương Liêm Xương áp chế. Đặc biệt là giờ phút này, tâm hắn sơ sẩy, trực tiếp bị Dương Liêm Xương đẩy lui mấy trăm trượng. Mà ở trước ngực hắn, nhiều hơn một vết máu. Nhưng hắn lại không quản Dương Liêm Xương, giờ phút này gần như bảy thành lực chú ý đều rơi vào trên người Dương Diệp. Mà xa xa, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói. Tay trái Dương Diệp đột nhiên gảy hộp kiếm. Ông! Hộp kiếm run lên kịch liệt, một tiếng kiếm minh vang lên. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Nhưng ngoại trừ tiếng kiếm minh, hộp kiếm kia không có bất cứ động tĩnh gì. Đúng lúc này, Dương Diệp nhìn về phía đám người Doanh Vũ, sau đó nói. Kỳ thật hắn nói không sai, ta thật sự không còn huyền khí. Phốc! Nghe Dương Diệp nói, Doanh Vũ phun ra một ngụm lão huyết. Sau một khắc, đám người Doanh Vũ không chút do dự, thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Xa xa, nhìn thấy đám người Doanh Vũ vào tới, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, sáu chuôi hắc kiếm từ trong hộp kiếm bắn ra, cùng lúc đó, Dương Diệp tay nắm kiếm linh lao về phía đám người Doanh Vũ. Tuy giờ phút này hắn không thể thi triển yên diệt kiếm trận, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có năng lực chiến đấu. Lấy một địch năm. Giờ phút này Dương Diệp chính là lấy một đánh năm, lại không rơi vào thế hạ phong chút nào. Trước đó đám người Doanh Vũ đã bị kiếm trận của hắn trọng thương, bởi vậy giờ phút này chiến lực của đám người Doanh Vũ nhiều lắm tương đương cường giả chân cảnh bình thường mà thôi. Mà Dương Diệp ngoại trừ quá độ tiêu hao huyền khí, hắn không có bị thương, bởi vậy giờ phút này Dương Diệp có thể dùng một đánh năm. Nhất tâm thất dụng. Ở dưới sự khống chế của Dương Diệp, sáu thanh kiếm tương đương với sáu cánh tay. Mà sáu thanh kiếm này, tuy không có thể đánh chết bất luận người nào, nhưng lại ngăn trở đám người Doanh Vũ. Cái này làm cho Dương Diệp không đến mức bị đám người Doanh Vũ vây công. Tuy Dương Diệp ngăn trở đám người Doanh Vũ, nhưng cục diện đối với Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương lại cực kỳ bất lợi. Bởi vì ở dưới sự trợ giúp của Khô Gia, người bên Dương Liêm Xương hoàn toàn bị áp chế. Hơn nữa từ tràng diện đến xem, người bên Dương Liêm Xương rất nhanh sẽ bị giết sạch. Về phần Cùng Kỳ, giờ phút này Cùng Kỳ cũng chỉ dùng sức một mình ngăn trở năm tên chân cảnh tam đoạn, mà Cùng Kỳ cũng chỉ có thể ngăn cản. Trong tràng, Dương Liêm Xương hiển nhiên cũng biết không có thể kéo, bởi vậy sau khi đánh lui Dương Tiêu, nàng không có tiếp tục ra tay.
Như thế nào? Xa xa, Dương Tiêu dữ tợn nở nụ cười. Không ra tay sao? Dương Liêm Sương nhìn Dương Tiêu, sau một khắc, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, thời điểm nàng nhắm mắt, mi tâm đột nhiên xuất hiện một tia lôi quang thật nhỏ, rất nhanh, quanh người nàng đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Rất nhanh, những tia chớp kia lan tràn ra, tốc độ tia chớp lan tràn cực nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, trong khoảnh khắc, mấy trăm trượng không gian bị những lôi điện này bao trùm. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Tiêu ngưng trọng. Lên! Hắn biết rõ, là lúc động thật rồi. Dương Tiêu bước ra một bước, ngay sau đó, hai tay của hắn thò ra, sau một khắc, hai tay mạnh mẽ nắm chặt, chỉ chốc lát, trong vòng mấy trăm trượng tựa như nước sôi sôi trào kịch liệt. Thoáng qua, vô số quyền ấn từ trong không gian sôi trào vọt ra, những nắm đấm kia số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn. Giết! Lúc này, âm thanh của Dương Tiêu đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai đấm của hắn mạnh mẽ oanh đi. Hai đấm ra, quyền ấn tựa như mưa xuân oanh tới lôi điện. Vô số quyền ấn cùng lôi điện tiếp xúc. Rầm 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 oanh. Từng tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang lên, cùng lúc đó, toàn bộ thiên cơ thành bắt đầu răng xê dê kịch liệt. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt chân chính. Ước chừng qua 10 tức sau, toàn bộ thiên cơ thành dần dần bình tĩnh lại. Nhưng đại bộ phận kiến trúc của thiên cơ thành đều đã biến mất, mà không có biến mất, cũng biến thành đổ nát thê lương. Trong tràng, Dương Liêm Sương cùng Dương Tiêu đứng tương đối, hai người cách xa nhau không đến trăm trượng. Giờ phút này bộ dáng của Dương Tiêu có chút chật vật, sắc mặt hắn tái nhợt, không có một chút máu, mà ở trên người hắn, trải rộng từng vết tích, không chỉ như thế, trên người hắn còn đang không ngừng lóe ra điện quang yếu ớt. Mà Dương Liêm Sương ngoại trừ mặt hơi trắng ra, thì không có bất kỳ tổn thương nào. Hiển nhiên, vừa rồi giao phong, Dương Liêm Sương thắng. Dương Diệp cũng thở dài một hơi, nếu như Dương Liêm Sương bại, như vậy cục diện sẽ có chút không tốt. Cũng ảnh hưởng kế hoạch trong lòng của hắn. Xa xa, Dương Tiêu gắt gao nhìn Dương Liêm Sương. Không nghĩ tới ngươi phát triển đến mức độ này, lúc trước nên giết ngươi. Khóe miệng Dương Liêm Sương cười lạnh. Đáng tiếc, đã chậm. Nói xong, nàng nhìn về phía những người sau lưng Dương Tiêu, sau đó lại nói. Các ngươi đều là người Dương gia. Nếu hiện tại đầu hàng, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu như tiếp tục gian ngoan mất linh, đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình huyết mạch. Sau lưng Dương Tiêu, những người kia trầm mặc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Dương Tiêu đánh không lại Dương Liêm Sương. Đầu hàng hay không đầu hàng? Nếu không đầu hàng, dùng tính cách của Dương Liêm Sương, nàng tuyệt đối nói được thì làm được. Đúng lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu lại nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương Diệp, có một tin tức tốt nói cho người biết, người của ta đã tới thiên toàn hệ. Ha ha! Xa xa, Doanh Vũ một quyền oanh về phía Dương Diệp, thời điểm mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp sẽ ngăn cản, Dương Diệp lại đột nhiên xoay người, làm cho nắm đấm của Doanh Vũ oanh lên lưng của hắn. Bành! Theo một tiếng vang trầm đục, Dương Diệp quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt Dương Tiêu đại biến, trực tiếp oanh ra một quyền. Quyền ra, một thanh kiếm lập tức đâm vào quả đấm của hắn. Sau một khắc, kiếm trực tiếp đâm vào nắm đấm của Dương Tiêu, sắc mặt Dương Tiêu đại biến, muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Bởi vì một thanh kiếm để ngang trên cổ hắn. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp sẽ không phòng ngự một quyền kia của Doanh Vũ, mà cam nguyện thụ thương. Sau đó mượn nhờ lực lượng một quyền kia phản công Dương Tiêu. Giờ khắc này, vượt ra tất cả mọi người đoán trước. Trong tràng, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Để bọn họ trở về. Trở về. Dương Tiêu nhe răng cười nói. Không về được, bởi vì ta ra lệnh cho bọn họ là, thiên toàn hệ, chó gà không tha. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp trong nháy mắt đỏ lên. Đi qua địa ngục trong truyền thuyết chưa? Nếu như chưa, hiện tại ta cho ngươi cảm thụ một chút. Nói xong, kiếm của Dương Diệp đột nhiên động. Ở trong ánh mắt của mọi người, hai tay hai chân của Dương Tiêu đột nhiên rơi mất. Sau một khắc, hai thanh kiếm màu đen trực tiếp gọt Dương Tiêu thành nhân côn, trực tiếp đính ở trên mặt đất. Làm càn. Sau lưng Dương Tiêu, một ít cường giả chân cảnh lập tức lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn những người kia, sau một khắc, cường giả chân cảnh xông lên trước nhất đầu bay ra ngoài.
Cường giả chân cảnh kia bất quá là chân cảnh nhất đoạn, bởi vậy đối phương căn bản không ngăn được sát na nhất kiếm của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp trong nháy mắt miễu sát cường giả chân cảnh, những người còn lại toàn bộ ngừng chân, không dám tiến lên, mà giờ khắc này, cường giả Khô gia cùng Doanh gia cũng ngừng lại. Dương Tiêu bị Dương Diệp chế trụ, bọn họ tự nhiên sẽ không ra tay. Bởi vì giờ phút này, Dương Tiêu đã không có năng lực thực hiện điều kiện lúc trước hứa hẹn với bọn hắn. Trừ khi bọn họ cứu Dương Tiêu ra. Nhưng hiện tại, trừ khi Dương Diệp tự nguyện buông tha Dương Tiêu, bằng không thì không ai có thể từ trong tay Dương Diệp cứu được Dương Tiêu. Bởi vì hiện tại Dương Diệp muốn giết Dương Tiêu, bất quá là nhất niệm. Trong tràng, Dương Diệp đi tới trước mặt Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu lại không có chút sợ hãi nào. Dương Diệp, ngươi không phải rất để ý thân nhân của mình sao? Ha ha, ta thật sự rất muốn nhìn một chút, chờ ngươi trở về thiên toàn hệ chứng kiến nữ nhân của ngươi, con gái của ngươi, muội muội của ngươi đều chết, biểu lộ kia, tuyệt đối rất đặc sắc, ha ha. Thật đáng buồn. Lúc này, Dương Liêm Sương ở một bên đột nhiên nói. Dương Tiêu, nhân sinh trên đời, thắng, phải thắng đường đường chính chính, thua, cũng phải thua quang minh lỗi lạc. Vốn ta cảm thấy ngươi tính toán là một kiêu hùng, hiện tại xem ra, ngươi ngay cả hắc hùng cũng không tính. Kiêu hùng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, nhưng kiêu hùng cũng có điểm mấu chốt của mình, ít nhất ở lúc bại, bọn họ sẽ không dùng uy hiếp người nhà đối thủ đến đạt được khoái cảm trên tâm lý, loại người này, là vô năng. Này giống như một chút bình xịt ở thế tục, những bình xịt kia cũng là vô năng. Bởi vì bọn họ nhìn không ra mặt tốt của thế giới, bọn họ vĩnh viễn sống ở trong thế giới nhỏ hẹp của mình, người khác thành công, bọn họ phun, người khác cao quý, bọn họ cũng phun. Loại người này, chính là dùng phun người để đạt tới khoái cảm trên tâm lý. Kỳ thực, loại người này đáng thương nhất, cũng đáng buồn nhất. Mà giờ phút này Dương Tiêu chính là như vậy, không thể chính diện đánh bại đối thủ, liền lấy loại phương thức này để đạt tới khoái cảm trên tâm lý. Vô năng, đáng buồn. Nghe Dương Liêm Sương nói, thần sắc Dương Tiêu vô cùng khó coi. Dương Liêm Sương nói, không thể nghi ngờ là nói trúng tim đen. Khó chịu. Loại khó chịu này, phảng phất như người nào đó làm ác tha sự tình bị vạch trần ở trước mặt mọi người. Lúc này, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Cho hắn một thống khoái đi. Thống khoái. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Kia lợi cho hắn quá. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Tiêu. Biết rõ cái gì gọi là cạo da không? Khẳng định không biết, nhưng mà yên tâm, người rất nhanh sẽ biết. Ta sẽ một tầng cạo da của ngươi xuống, tựa như gọt trái cây. Ta sẽ gọt 1000 tầng, dùng kiếm pháp của ta, nhất định có thể làm được. Nói xong, kiếm của Dương Diệp bắt đầu động. Cứ như vậy, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Diệp bắt đầu gọt da. Mà ở thiên toàn hệ xa xôi, lúc này thiên toàn hệ đã đến hai khách không mời. Hai người mặc áo đen, tay cầm trường đao, hai người này đúng là hai thành viên của quân cận vệ. Cái này là thiên toàn hệ sao? Trong đó, tên hắc bào nhân bên trái đột nhiên nói. Không hổ là tinh hệ cấp thấp, không chỉ nhỏ, linh khí cũng rất mong manh. Người nơi này càng nhỏ yếu. Lão giả áo bào đen bên phải nói. Lão giả bên trái khẽ gật đầu, sau đó nói. Người nói tộc trưởng hắn giải quyết Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp chưa? Lão giả bên phải lạnh nhạt nói. Nếu tộc trưởng không có nắm chắc, hắn sẽ không động thủ, đã động thủ, nhất định là đã có 10 phần nắm chắc. Cho nên chúng ta cần tàn sát người nơi này, sau đó trở về báo cáo kết quả công tác là được. Lão giả bên trái khẽ gật đầu. Nói có lý. Nói xong, hắn bước ra một bước, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, đạo khí tức này bay thẳng đến thiên toàn hệ. Nhưng cổ khí tức này còn chưa tới gần đã đột nhiên hư không tiêu thất. Giờ khắc này, sắc mặt hai người đều thay đổi. Bọn họ nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, xuất hiện một người, khi thấy người này, sắc mặt hai người đại biến. Trong đó một lão giả thất thanh nói. Ngươi, tại sao có thể là ngươi? Đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện lên. Suy 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 suy. Thân thể hai lão giả lập tức cứng ngắc lại, thoáng qua, thân thể hai người đột nhiên phân thành ít nhất mấy ngàn khối. Trong tràng khôi phục bình tĩnh. Hệ Ngân Hà, Thiên Hư Đại Lục, Thiên Cơ Thành. Lúc này trong thành, đang trình chiếu một màn huyết tinh.
Dương Tiêu bị đinh trên mặt đất, mà Dương Diệp thì không ngừng sử dụng kiếm gọt ra Dương Tiêu, mỗi một kiếm của hắn rơi xuống, Dương Tiêu đều mất một lớp da, nhưng tầng da này vô cùng mỏng, mỏng đến gần như trong suốt. Lăng trì. Kỳ thật không thể nói là lăng trì, bởi vì này so với lăng trì càng thêm kinh khủng, trong chàng không có bất kỳ người nào ngăn cản Dương Diệp, thủ hạ của Dương Tiêu ngược lại là muốn cứu Dương Tiêu, nhưng bọn họ căn bản không dám ra tay, phải biết rằng, ngoại trừ Dương Diệp, còn có Dương Liêm Sương ở một bên. Nếu bọn họ ra tay, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, nàng cũng không có ngăn cản. Bất kỳ ai cũng có thể thấy được, giờ phút này Dương Diệp đã tiến vào trạng thái điên cuồng, ngay lúc này đi ngăn cản Dương Diệp, vậy thì chính là chiêu hận. Tuy nàng không sợ Dương Diệp, nhưng cũng không muốn bởi vì Dương Tiêu mà trở mặt với Dương Diệp. Về phần cường giả Doanh gia cùng Khô gia càng sẽ không đi ngăn trở. Giờ phút này, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đã hoàn toàn nắm giữ đại cục Dương gia, bọn họ động thủ, không có bất kỳ ý nghĩa. Không có người ngăn cản, cứ như vậy, Dương Tiêu bị Dương Diệp từng chút gọt ra. Dương Tiêu cũng coi như có cốt khí, ở trong quá trình này, không có cầu xin tha thứ, không có kêu thảm thiết. Dù sao đã từng là thượng vị giả, cốt khí vẫn còn chút. Rất nhanh, bộ dáng của Dương Tiêu đã thảm thiết đến một tình trạng không cách nào dùng lời nói hình dung. Có thể nói, giờ phút này Dương Tiêu chỉ có hai con mắt là hoàn hảo, địa phương khác. Huyết tinh, thảm thiết. Cường giả Doanh gia cùng Khô gia nhìn Dương Diệp, trong mắt bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ, ngoại trừ kiêng kỵ, còn có một chút sợ hãi. Hung ác. Dương Diệp quá độc ác. Đối đãi loại người như Dương Diệp, hoặc là trực tiếp đánh chết, để hắn không thể xoay người. Hoặc là đừng đối địch với hắn, đừng đến trêu chọc hắn. Bằng không thì, một khi cho hắn cơ hội, nhất định sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Đúng lúc này, Dương Diệp chuẩn bị huy kiếm lần nữa, đột nhiên, tất cả mọi người biến sắc, sau một khắc, Dương Diệp bay ngược ra ngoài gần 3.000 trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Diệp tràn ra một tia máu tươi. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Nhìn thấy lão giả kia, rất nhiều người đều ngây ngẩn. Kể cả cường giả Dương gia cũng sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ai vậy? Đúng lúc này, trưởng lão điện điện chủ Dương Lân đột nhiên thất thanh nói. Hạng thúc, ngươi là hạng thúc. Hạng thúc, Dương hạng. Nghe thế, cường giả Khô gia cùng Doanh gia sắc mặt thay đổi. Trừ bọn họ thần xa CCC, Dương Liêm Sương cũng có chút âm trầm. Dương hạng. Một trong hai vị chân cảnh lục đoạn của Dương gia. Mà hai chữ Dương hạng này, hiện tại rất nhiều người ở hệ Ngân Hà không biết, nhưng ở ngàn năm trước, hai chữ này ở Trung Thiên Vũ Trụ là tiếng tăm lừng lẫy, không người không biết. Chẳng qua sau khi đối phương bế quan, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ liền dần dần không có tin tức của hắn, đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người Dương gia không nhận ra hắn. Trong chàng, Dương hạng mặc một bộ ma bào, tóc tuyết trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tựa như một lão giả gần đất xa trời. Dương hạng nhìn Dương Tiêu, sau đó nói. Ta đã từng nói, trừ khi Dương gia đến thời khắc sinh tử tồn vong, bằng không thì đừng quấy rầy ta. Dương Liêm Sương nhìn Dương Tiêu, hiển nhiên Dương hạng là Dương Tiêu không biết dùng phương pháp gì kêu ra. Dương Tiêu muốn nói gì, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không nói ra được. Bởi vì hắn đã không có miệng, không chỉ không có miệng, ngay cả đầu lưỡi cũng bị Dương Diệp gọt rồi. Lúc này, Dương Lân vội vàng đi tới trước mặt Dương Hạng, sau đó nói ra tiền căn hậu quả sự tình. Qua hồi lâu, Dương Hạng nhìn về phía Dương Tiêu. Phế vật, thậm chí ngay cả hai vãn bối cũng dọn không được, còn tìm ngoại nhân đến hỗ trợ. Thật sự là chết chưa hết tội. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Oanh! Thân thể Dương Tiêu trực tiếp nổ tung ra thành từng mảnh. Giờ phút này, trên thế gian không còn Dương Tiêu. Một trưởng hủy diệt Dương Tiêu, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy hai người các ngươi là người Dương gia ta, nhưng hai người các ngươi dĩ hạ phạm thượng. Vọng tưởng phá vỡ Dương gia, đại tội đáng chu. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một cổ khí tức kinh khủng bay thẳng đến Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nàng nhìn về phía Dương Diệp, mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Dương Liêm Sương nói. Giết hắn đi. Nói xong, trong chốc lát,
Tóc của nàng đột nhiên biến thành màu đen như mực, không chỉ tóc, ngay cả con mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đen, trừ cái đó ra, hai cánh tay biến thành hai móng vuốt. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Liêm Xương, kể cả Dương Diệp. Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, cả người Dương Liêm Xương xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này nàng tóc đen, mắt đen, ngay cả y phục cũng biến thành đen kịt. Quan trọng nhất là khí thức của nàng, giờ phút này khí thức của nàng tràn đầy lệ khí mà cường đại, vậy mà tương đương Dương Hạng. Xa xa, Dương Hạng nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu, sau đó nói. Ở trong ấn tượng của ta, trong cổ tu giả có chân long cùng chân phượng, mà trong chân phượng, lại chia thành hai chi nhánh hắc phượng cùng thần phượng, nếu như ta không đoán sai, ngươi đã lấy được bất tử hắc phượng truyền thừa trong truyền thuyết. Bất tử hắc phượng. Dương Liêm Xương nhìn Dương Hạng. Đúng vậy, chính là bất tử hắc phượng. Đúng lúc này, sau lưng Dương Liêm Xương, một lão giả đột nhiên đi ra, lão giả nhìn Dương Hạng cung kính thi lễ, sau đó nói, lão tổ, Dương Tiêu đã chết. Chư vị thiếu gia có thiên phú của Dương gia ta cũng đã vẫn lạc. Hiện tại Dương gia ta, chỉ còn lại có Dương tiểu thư cùng Diệp thiếu gia, nếu bọn họ đều chết, Dương gia ta trong một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ xuất hiện nhân tài đứt gãy, cho nên kính xin lão tổ nghĩ lại. Lúc này, một lão giả khác sau lưng Dương Liêm Xương cũng đứng ra nói. Lão tổ, thiên phú của Dương tiểu thư cùng Diệp thiếu gia, ở trong lịch sử Dương gia ta, tuyệt đối có thể đứng vào năm thứ hạng đầu. Hai người bọn họ, bất kỳ một cái nào cũng có thể chung hưng Dương gia, mà hai người bọn họ liên thủ, Dương gia ta tất sẽ siêu việt tổ tiên năm đó. Nghe lão giả nói, rất nhiều người Dương gia đều chấp nhận gật đầu, trong mắt những người sau lưng Dương Liêm Xương càng thêm hưng phấn. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu bọn họ liên thủ, có thể tưởng tượng, tương lai Dương gia sẽ huy hoàng đến loại trình độ nào. Mà đám người Doanh gia cùng Khô gia thì thần sắc chìm xuống. Chỉ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương cũng đã đủ để uy hiếp được bọn họ. Tuy hiện tại uy hiếp không được, nhưng một khi loại thiên tài yêu nghiệt này lớn lên, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nếu như hai yêu nghiệt kia lớn lên, hơn nữa còn liên thủ. Đám người Doanh gia cùng Khô gia không dám suy nghĩ. Trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này Doanh Vũ đột nhiên nhìn về phía Dương Hạng. Tiền bối, Doanh gia ta đã từng đạt được một thư viện không trọn vẹn. Thư viện này là thời kỳ viễn cổ còn sót lại. Trong thư viện, ghi lại rất nhiều chuyện ở thời kỳ viễn cổ, trong đó có sự tình hắc phượng. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Hạng nhìn về phía Doanh Vũ. Doanh Vũ mỉm cười, sau đó nói. Ta nhìn tình hình của Dương Liêm Xương, nàng không đơn giản chỉ là lấy được hắc phượng truyền thừa, hẳn là nàng cắn nuốt một hắc phượng. Đương nhiên, dùng thực lực của nàng tuyệt đối không cách nào thôn phệ hắc phượng. Như vậy chỉ có một giải thích, là hắc phượng kia cam nguyện cho nàng thôn phệ. Nói điểm chính. Dương Hạng nói. Doanh Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, trái tim của nàng, nhất định là phượng tâm. Nói đến đây, khóe miệng hắn nổi lên nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Hạng. Tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối bế quan nhiều năm như vậy, nghĩ đến là muốn đột phá chân cảnh, đạt tới trên chân cảnh. Nhưng nhìn tình hình của tiền bối hẳn không có nắm chắc. Đúng không? Sắc mặt Dương Hạng có chút âm trầm. Lúc này, Doanh Vũ đột nhiên chỉ vào Dương Liêm Xương. Tiền bối, hắc phượng được xưng bất tử hắc phượng, sở dĩ chúng có thể được xưng không chết, là vì có một bất tử chi tâm. Tiền bối, nếu người có thể thôn vệ bất tử chi tâm, cho dù không thể đột phá chân cảnh, đạt tới cấp độ rất cao, nhưng tuyệt đối có thể thu hoạch tân sinh, bởi vì bất tử chi tâm này. Tuyệt đối có thể cho tiền bối sống ít nhất 500 năm. 500 năm, có 500 năm thời gian, hết thảy đều có khả năng. Đánh giám. Lúc này, lão giả bên người Dương Liêm Xương đột nhiên cả giận nói. Người đây là châm ngòi lý gián. Doanh Vũ nhìn lão giả kia, sau đó nhìn về phía Dương Hạng. Vãn bối chỉ là cho cái đề nghị, về phần lựa chọn như thế nào, chính tiền bối lựa chọn. Nói xong, hắn liền lui qua một bên. Không nói gì nữa. Lão giả bên người Dương Liêm Xương kia nhìn về phía Dương Hạng. Lão tổ, người này nói như vậy không thể tin, Dương gia ta. Ta chỉ có 10 năm thời gian nữa. Dương Hạng đột nhiên cắt đứt lão giả kia nói. Nghe vậy, hai mắt lão giả kia trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì những lời này của Dương Hạng hàm ý như thế nào, ở đây ai cũng biết. Lão giả kia còn muốn nói điều gì,
Lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên khoát tay áo nói. Không cần nhiều lời. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Hạng. Đến loại trình độ như ngươi, nếu như ta không đoán sai, ngoại trừ sinh tử, ngươi cái gì cũng nhìn phai nhạt, kể cả Dương gia. Dương gia hưng suy đối với ngươi mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì, đúng không? Dương Hạng khẽ gật đầu. Gia tộc, hưng suy, ha ha, đến loại trình độ như ta, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ sinh tử, hết thảy đều là phù vân. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ta biết Doanh gia không có ý tốt, nhưng ta không quan tâm, với ta mà nói, đây là một cơ hội, cũng là một hy vọng, cho nên người là tự mình móc tim ra, hay ta đến thay ngươi lấy. Dương Liêm Sương khẽ nở nụ cười, cười chỉ chốc lát, nàng nhìn về phía đám người trước đi theo Dương Tiêu. Các ngươi thấy được không? Cái này chính là thần hộ mệnh các ngươi ỷ lại, các ngươi coi hắn là thần bảo vệ, nhưng trong lòng hắn, các ngươi khả năng ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính. Mọi người trầm mặc. Sở dĩ Dương gia có thể trở thành một trong bát đại thế gia, là vì Dương gia có hai cường giả chân cảnh lục đoạn. Mà hai chân cảnh lục đoạn kia, cũng là chỗ dựa trong lòng tất cả mọi người Dương gia. Nhưng giờ phút này bọn họ mới phát hiện, chỗ dựa của bọn họ, không có để Dương gia ở trong lòng, chỗ dựa sụp đổ. Giờ khắc này, trong lòng vô số người Dương gia sụp đổ. Xa xa, Dương Hạng khẽ gật đầu. Ngươi đã không tự mình giao la. Vậy để cho ta tự mình tới lấy. Nói xong, hắn bước ra một bước, không gian đột nhiên run lên kịch liệt, trong chốc lát, không gian chung quanh đi Cương Liêm Sương đột nhiên vặn vẹo điên đảo. Trong mắt Dương Liêm Sương hiện lên lệ khí, sau một khắc, một tia lưu quang màu đen từ trong cơ thể nành cuồn cuộn quét ra, đạo lưu quang màu đen này xé tan không gian thành phấn. Sau một khắc, chân phải Dương Liêm Sương nhẹ nhàng đạp mặt đất, cả người hóa thành một tia ánh sáng đen bắn mạnh về phía Dương Hạng. Dương Hạng khẽ lắc đầu, sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn vặn vẹo thành một quả cầu không gian thật lớn, sau đó quả cầu không gian nổ tung ra thành từng mảnh. Oanh! Dương Liêm Sương bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà nàng vừa dừng lại, không gian trước mặt đột nhiên phập phồng kịch liệt, thoáng qua, mảnh không gian kia đột nhiên biến thành từng cây gai bén nhọn. Trong chốc lát, những cây gai kia bao phủ Dương Liêm Sương. Trong tràng, những người ủng hộ Dương Liêm Sương sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng đúng lúc này, âm thanh nổ vang vang lên, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, một cự chảo trống trời màu đen từ trong phiến không gian đó vọt ra, cự chảo trực tiếp chộp tới Dương Hạng. Sắc mặt Dương Hạng không thay đổi, điểm ra một chỉ. Sửa. Nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, không gian xung quanh cự chảo của Dương Liêm Sương bắt đầu phân giải không chỉ không gian, còn có cự chảo. Không đến nửa hơi, cự chảo liền bị phân giải trở thành mấy ngàn khối, sau đó biến mất ở trên không trung. Xa xa, Dương hai mắt Liêm Sương nhíu lại. Cải thiên hoán địa. Dương Hạng nhìn về phía Dương Liêm Sương. Xem ra ngươi biết còn không ít. Chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa, có thể dễ dàng cải biến thiên địa pháp tắc, cải biến hết thảy thiên địa. Cho nên ngươi lại yêu nghiệt, với ta mà nói, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến, đương nhiên. Là một con sâu cái kiến tương đối mạnh. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong tràng phong vân biến sắc, chỉ thấy không gian xung quanh Dương Liêm Sương phân giải, chuẩn xác mà nói là đang thay đổi kết cấu không gian, sau đó lợi dụng không gian sau khi cải biến công kích Dương Liêm Sương. Hủy diệt dễ dàng, cải biến khó. Hai móng của Dương Liêm Sương chậm rãi nắm lại, sau một khắc, hai móng của nàng chất chồng, sau đó mạnh mẽ vỗ một cái. Oanh! Cái vỗ này làm cho không gian xung quanh mấy trăm trượng ầm ầm sụp đổ. Nhưng sau khi không gian sụp đổ, chút ít không gian hắc động đột nhiên xoay tròn quỷ dị, ngay sau đó, không gian hắc động cũng phân giải. Nhưng rất nhanh, không gian hắc động đột nhiên ngừng lại. Lúc này Dương Hạng nhìn về phía Dương Diệp. Có ý tứ, lực lượng của pháp tắc lại có thể ngăn cản lực lượng cải biến của ta. Vừa rồi ra tay đúng là Dương Diệp, hắn đương nhiên phải ra tay. Hiện tại hắn cùng Dương Liêm Sương là đứng ở trên một cái thuyền, nếu Dương Liêm Sương chết, đối với hắn không có một chút chỗ tốt. Trái lại, cũng chỉ có hắn và Dương Liêm Sương liên thủ, mới có thể đối phó được Dương Hạng. Dương Diệp không có trả lời Dương Hạng, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương, giờ phút này khóe miệng Dương Liêm Sương đã có máu tươi. Không sao chứ? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói.
giết chết hắn được không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên được. Chúng ta nguyện giúp Sương tiểu thư một tay. Đúng lúc này, Dương Lân đột nhiên mang theo nhóm người ở phía sau hắn đi tới sau lưng Dương Liêm Sương. Không chỉ Dương Lân, người Dương gia trước đó ủng hộ Dương Tiêu cũng đi tới sau lưng Dương Liêm Sương. Nhìn thấy một màn này, cường giả Doanh gia cùng Khô gia đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đám người Dương Lân lại đột nhiên thần phục Dương Liêm Sương. Kể cả Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp cũng không nghĩ tới. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Lời nói mới rồi của Dương Hạng, đám người Dương Lân nghe được, Dương Hạng là căn bản mặc kệ Dương gia hưng suy, hắn chỉ để ý mình. Lúc này, nếu như bọn họ tiếp tục đi theo Dương Hạng, kia không cần phải nói, ngày sau Dương gia tuyệt đối là muốn xong đời. Mà tuy Dương Liêm Sương là nữ tử, nhưng nàng lòng có Dương gia, hơn nữa cũng có tiềm lực cùng thực lực đến thống trị Dương gia. Tăng thêm Dương Tiêu đã chết, cho nên đám người Dương Lân quyết đoán lựa chọn đầu nhập vào Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nhìn đám người Dương Lân, sau đó nói, rất tốt, nói xong, nàng nhìn về phía đám người Doanh gia cùng Khô gia. Đây là gia sự của Dương gia ta, nếu như chư vị còn muốn tham dự, ta có thể cam đoan với các ngươi, chờ các ngươi là biến mất khỏi thế gian. Chúng ta đương nhiên sẽ không tham dự. Khóe miệng Doanh Vũ nổi lên nụ cười. Chuyện nhà của các ngươi, chính các ngươi xử lý. Nói xong, hắn cùng với mấy người sau lưng xoay người muốn đi. Nhưng lúc này, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người Doanh gia ta, sẽ không chết vô ích. Dương Diệp nhìn Doanh Vũ, sau đó nói. Trong ba tức, nếu như ngươi vẫn còn ở trước mắt ta, ta cam đoan với ngươi, đầu ngươi nhất định sẽ dọn nhà. Sắc mặt Doanh Vũ có chút khó coi, hắn nhìn hộp kiếm trước mặt Dương Diệp, cuối cùng hắn cùng với những người sau lưng xoay người biến mất. Sau khi đám người Doanh Vũ rời đi, cường giả Khô gia cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, rời khỏi là tốt nhất, tọa sơn quan hổ đấu. Trong tràng, Dương Hạng nhìn đám người Dương Lân, sau đó lắc đầu. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Nói xong, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, không gian chung quanh đám người Dương Liêm Sương đột nhiên run lên kịch liệt, sau một khắc, không gian chung quanh đè ép tới bọn hắn. Hai mắt Dương Liêm Sương nhíu lại, tay phải nàng vung lên. Trừ Dương Diệp, tất cả mọi người lui ra phía sau. Đối mặt cường giả như Dương Hạng, đám người Dương Lân căm bản không có tác dụng gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có thể cũng lui ra phía sau hay không? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta thật rất muốn, nhưng nếu như lúc này lui, kia không khỏi quá không có nghĩa khí a. Dương Liêm Sương nói. Thiên toàn hệ không có việc gì. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Thời điểm hắn vừa đến hệ Ngân Hà, phái hai khôi lỗi trở về thủ hộ thiên toàn hệ. Mà bây giờ, hai khôi lỗi vẫn còn, cái này ý nghĩa, thiên toàn hệ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn không có vội vã như vậy. Bởi vì nếu có người thật sự ra tay với thiên toàn hệ, hắn trước tiên có thể biết. Hắn không biết vì cái gì Dương Tiêu phái người đi không ra tay, nhưng hắn biết rõ, thiên toàn hệ tạm thời là an toàn. Mà sở dĩ hắn ở lại chỗ này giúp Dương Liêm Sương, ngoại trừ lúc trước ước định, hắn còn có một ý nghĩ, đó chính là hắn không muốn Dương gia rơi vào trong tay người khác khống chế, bởi vì nếu như Dương gia không phải Dương Liêm Sương khống chế, vậy đối phương vô cùng có khả năng còn sẽ tiếp tục đến tìm hắn phiền toái. Trừ khi hắn hoàn toàn diệt sạch Dương gia, dùng sức một mình tiêu diệt toàn bộ Dương gia, hiện tại hắn tự nhiên là không làm được. Cho nên biện pháp tốt nhất là để Dương Liêm Sương lên làm Dương gia gia chủ, Dương Liêm Sương lên làm gia chủ, phiền toái này mới có thể chân chính biến mất. Hơn nữa nếu Dương Liêm Sương lên làm gia chủ, đối với hắn khẳng định cũng có chỗ tốt, cái này ý nghĩa ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, hắn cũng có đồng minh. Một người lực lượng cuối cùng là có hạn, nếu như hắn chỉ là một người, đừng nói Dương gia, cho dù bát đại thế gia cùng một chỗ đối địch với hắn cũng không sợ. Đánh không lại. Hắn còn có thể trốn, nhưng hắn có lo lắng. Cho nên hắn cũng cần có minh hữu. Mà Dương Liêm Sương, xem như một người có nguyên tắc, thích hợp làm minh hữu. Đơn giản mà nói, hắn cùng với Dương Liêm Sương liên thủ, bọn họ là cả hai cùng có lợi. Nghe được Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu.
chân cảnh lục đoạn, thực lực thần bí khó lường, vừa rồi ngươi nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn, cho nên chớ khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.